chương 2960, cổ yêu thần thương. Mà ở nam tử bên cạnh, còn có một vị nữ tử, mắt phượng hết sức sắc bén, luận dung mạo, đại khái chỉ có quảng hàn cung ô linh trình độ này, thậm chí không bằng từ duyệt đến đẹp. Nhưng nàng trên thân đã có một cổ không thể bỏ qua khí chất, quanh thân xoay quanh không gian ba văn, ánh mắt lập lòe tinh mang, tu vi mạnh đáng sợ, có một loại cân quắc hào kiệt khí độ. Lúc này, hai người này bị rất nhiều mị hoặc nữ yêu xuất lĩnh yêu thú vây lại, đang không ngừng chống lại thiên diễn tông thiên tài kiếm đạo khúc cao phong còn có minh tuệ các nữ thánh tử quyền mộ liếu cô nương bọn họ cư nhiên cũng bị mị hoặc nữ yêu vây khốn nhiều như vậy mị hoặc nữ yêu cùng yêu thú bọn họ đã bước đi liên tục khó khăn hẳn là bị mị hoặc nữ yêu vây khốn không cách nào xông ra bây giờ nhìn lại thanh thế lớn trên thực tế không bao lâu nữa sẽ thánh nguyên tiêu hao càng ngày càng cật lực quý tư thanh cả kinh khúc cao phong ta nghe thấy là lần này thiên diễn tông thánh tử trong nhân vật lãnh tụ là thiên diễn tông nghìn năm khó gặp kiếm đạo thiên kiêu đã đem thiên diễn tông bí điển thiên diễn kiếm quyết tu luyện tới đệ bát trọng nhất kiếm thậm chí có thể thương tổn được nửa bước bá chủ đỉnh cấp cao thủ quyền mộ liếu cũng rất mạnh minh tuệ các thủ tịch đại sư tỷ nghe đồn người này trí tuệ phi phàm tinh thông tính toán nghĩ không ra cũng bị kẹt ở này mị hoặc nữ yêu trong đại quân tần trần người thấy thế nào thiên diễn tông cùng minh tuệ các cùng chúng ta quảng hàn phủ bình thường không quan hệ gì chúng ta là xuất thủ giải cứu hai người này vẫn là thừa cơ bỏ đá xuống giếng đem hai người này kích sát bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Vũ Thánh đám người nhìn về phía Tần Trần, đều nhận ra đối phương lai lịch, hỏi Tần Trần, nghe theo Tần Trần phân phó. Ồ, này thiên diễn tông cùng minh tuệ các danh tiếng như thế nào đây? Tần Trần nhàn nhạt hỏi, hắn liếc mắt liền nhìn ra, bị nhốt lại hai người, thực lực cực cao, không kém gì huyết thần thánh tử, nhân vương thánh tử bực này đỉnh cấp thiên kiêu, chắc cũng là đồng nhất cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, với lại bởi vì hai người tại thiên giới thí luyện chi địa đã đợi một thời gian ngắn, trên thân bá chủ chi khí đã hết sức rõ ràng, mơ hồ có sắp đột phá chiều hướng, cùng ý tư thanh giống như chu vũ thánh, chỉ cần cơ duyên vừa đến, thì có khả năng trực tiếp đột phá. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải mị hoặc nữ yêu, không ngừng thi triển mị hoặc lực, lại thêm nhiều như vậy đại quân yêu thú, hai người chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, xa vào hiểm cảnh. Tần huynh, thiên diễn tông cùng minh tuệ các danh tiếng cũng còn không sai, đặc biệt khúc cao phong, nghe nói hết sức cao ngạo nhưng không có âm hiểm tiểu nhân, ngược lại là có thể kết giao thoáng cái, còn quyền mộ liễu, tự càng không cần phải nói, minh tuệ các danh tiếng luôn luôn cực tốt. Đã từng cùng chúng ta Quảng Hàn Phủ cũng có qua hai lần đơn giản hợp tác, cùng mảnh này phủ vực bất kỳ một thế lực nào, quan hệ đều không kém. Bí Tư Thanh nói nói, bất quá không sợ nhất phản, chỉ sợ vạn nhất, dù sao tại đây thiên giới thí luyện chi địa, chuyện gì đều có thể phát sinh, trước tần huynh người cứu thiên sơn phủ người, nhưng đối phương chẳng những không tri ân đổ báo, vẫn cùng chúng ta trở mặt thành thù, cũng chưa chắc không có khả năng. Này cũng sẽ không, Chu Vũ Thánh ở một bên lắc đầu nói, khúc cao phong cùng đồng hồ vẫn là rất không giống nhau, thiên diễn tông thiên diễn kiếm quyết, tuân theo là thiên giới đại đạo, có thể trẻ tuổi như vậy đem thiên diễn kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 8 kiêu, không sẽ là cái loại này âm hiểm sắc bén hạng người. Điều này cũng đúng, Bí Tư Thanh gật đầu, chẳng qua là ta chưa từng nghe nói qua thiên diễn tông cùng minh tuệ các có giao tình gì, này khúc cao phong như thế nào cùng quyền mộ liễu đi cùng một chỗ ngược lại có một ít cổ quái. Ồ, mặc kệ thế nào, người như vậy, tự không bỏ đá xuống giếng, bản thiếu đối với cái loại này âm hiểm giảo hoạt người hạ thủ, nếu hai người này danh tiếng không sai, vậy cứu một phát, coi như là mấy cái thiện duyên. Tần Trần cùng tư tư liếc nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thân thể hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng đại quân yêu thú chỗ sâu mị hoặc nữ yêu chỗ. Đồng thời, Tần Trần thanh âm cũng ở đây chu vũ thánh cùng ý tư thanh bọn họ bên tai vang lên, các người đi cùng hai người kia hội hợp. Được, bí Tư Thanh đám người xuất lĩnh Quảng Hàn phủ cao thủ, trong nháy mắt động, cũng đều thẳng hướng bị vây đại quân yêu thú trong khúc cao phong cùng quyền mộ liễu. Lại là một nhóm nhân loại thánh tử, giết, một đầu cực cường hán mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh chứng kiến tần trần bay vào được, tức khắc giận dữ, gào to một tiếng, vô số mị hoặc nữ yêu liền tụ lại, cư nhiên tạo thành một đầu hình thể khổng lồ mị hoặc nữ yêu, chúng nó linh hồn dung hợp vào một chỗ, lập tức toát ra làm người sợ hãi khi tức. Đồng thời, chúng nó thủ trưởng hướng trong hư không xét dò, tức khắc nhất đạo kinh khủng trường thương màu đen xuất hiện tại chúng nó trong tay, một thanh này trường thương, trường dài hơn 10 trượng, toàn thân đen kịt, tản mát ra yêu dị khí tức, là một kiện thượng cổ yêu binh, cũng không biết. Nói là cái nào thượng cổ yêu tộc cao thủ sau khi ngã xuống, còn sót lại, bị đám này mị hoặc nữ yêu lấy được, tế luyện thành bản thân vũ khí. Ngao ngao, ngao ngao, đầu này mị hoặc nữ yêu thống lĩnh, dung hợp hơn 1.000 mị hoặc nữ yêu, trường thương màu đen nơi tay, vậy mà hướng về phía tần trần, trần tư tư hai người đồng thời vọt tới trường thương một đâm, tất cả sinh mệnh, hủy diệt chi đạo, nhất đạo yêu khí màu đen phóng lên cao, kèm theo kinh khủng linh hồn trùng kích, trực tiếp cuồn cuộn hướng tần trần cùng tư tư. Cổ yêu thần thương, yêu thần nhất kích, mị hoặc nữ yêu thống lĩnh tại kích sát đến trong nháy mắt, thôi động vô số mị hoặc nữ yêu lực lượng, yêu ma khí tức thiêu đốt, bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Đầu này mị hoặc nữ yêu thống lĩnh, không có trước vị này bá chủ thống lĩnh, mà là một đầu khác, tu vi yếu hơn một ít, không tới bá chủ cảnh giới, nhưng đã chỉ kém một chút liền tiến vào bá chủ cảnh giới, hiện tại dung hợp hơn một nghìn mị hoặc nữ yêu, nửa thiêu đốt yêu ma chi khí bộc phát ra khí tức, ngay lập tức sẽ đạt đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. âm uhm, kinh người mị hoặc chi âm bao phủ tới, rất nhiều bị nhốt lại đại quân yêu thú đều phát cuồng, để cho tần trần cũng đều cả kinh. được, tốt, nghĩ không ra này mị hoặc nữ yêu lại còn có thể thi triển ra hợp kích chi thuật. tần trần ăn sau khi hoảng sợ, trên mặt lần thứ hai lộ ra thán phục vẻ, thân hình xoát thoáng cái, tụ trước ở trần tư tư trước người, trong tay xuất hiện một thanh xanh biếc yêu kiếm thượng cổ yêu kiếm. Nếu này mị hoặc nữ yêu thi triển yêu tộc võ học, tần trần tự nhiên cũng sẽ không rớt lại phía sau. Hai đại yêu binh, toát ra yêu khí kinh thiên, tại trong hư không nhanh như tia chớp đụng vào nhau. Này mị hoặc nữ yêu cấu thành lớn yêu, toát ra thiên thánh hậu kỳ bá chủ khí tức, đây bực nào mạnh mẽ, như thế nào còn thi triển yêu tộc thần binh, lực lượng kia đủ để một thương chọc xuyên vạn cổ. Thế nhưng một thương này, cùng tần trần trong tay thượng cổ yêu kiếm va chạm sau, vậy mà nhưng không cách nào đánh tan xanh biết yêu kiếm yêu khí giữa hai cái luân chuyển, sao động ra hoa lửa. Long thương kinh thiên trảm, đầu này mị hoặc nữ yêu cùng tần trần yêu kiếm giao một cái tiếp, bộc phát ra lực lượng cư nhiên bị cắt đứt, trường thương màu đen ở trên lực lượng đều bị áp chế lại, tức khắc cả kinh, thân thể hắn chợt lui, phát ra kiệt kiệt gào thét, đột nhiên một cái bành trướng, kích sát đi ra một bộ khác tuyệt thế thương pháp, uy lực càng thêm khủng bố. Trường 2961, Hương Ba Lão Này do hơn một nghìn mị hoặc nữ yêu cấu thành mị hoặc cự yêu, yên nhiên như thế linh hoạt, một kích không trúng, nháy mắt tự thi triển ra mặt khác thần thông, bộc phát ra càng đáng sợ hơn uy lực. Những thứ này mị hoặc nữ yêu, là viễn của mị tộc bồi dưỡng ra máy chiến đấu, biết chiến trận liên hợp, tổ hợp thân thể không có bất kỳ sụp đổ dấu hiệu, với lại phản ứng cực nhanh, phản phất qua nhiều lần gọt rũa. Đồng thời, này mị hoặc nữ yêu phát ra nhất đạo bén nhọn gào thét, một cổ linh hồn phong bạo bao trùm tới, đồng thời mang theo thâm trầm mị hoặc lực, để cho người ta trong nháy mắt, như rơi xuống địa ngục. Chân, Chú ý, này mị hoặc nữ yêu không giống bình thường, là do hơn ngàn con mị hoặc nữ yêu mị hoặc vật dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn toàn mới thần thông. Đây thiên mị chi thuật, một khi xâm nhập linh hồn, sẽ xa vào trầm luân, một cái sơ sẩy, đã bị chém giết. Trần Tư Tư ở một bên cảm thụ được này cổ mị hoặc lực, lập tức biến sắc nói. Không sao cả, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thân pháp biến sắc, nhanh như quỷ mị, vậy mà không chút nào lui lại, đối mặt mị hoặc nữ yêu mị hoặc thuật không lùi mà tiến tới cứng rắn xông vào này mị hoặc thuật trong đi cảm thụ này mị hoặc thuật này nhân loại tự tìm cái chết mị hoặc cự yêu phát ra vẻ mừng rỡ như điên trong cơ thể lực lượng lần thứ hai cuồng bạo một thương này uy lực lần thứ hai tăng vọt trong nháy mắt sẽ đến tần trần trước người ầm ừ, thế ngàn cân treo sợi tóc tần trần thượng cổ yêu kiếm chém ra kêu một tiếng tự ngăn ở trước người này nhân loại vậy mà không có bị thiên mị chi thuật vây khốn làm sao có thể Ngụy Hoặc cự yêu thất kinh, thế nhưng trong ánh mắt lại nổ bắn ra càng thêm dữ tợn quang mang đến, oanh, trường thương màu đen, phảng phất mở lại một dạng, lần thứ hai bạo phát kinh khủng thương ảnh, cứng rắn đâm về tần Trần thân thể. Kiệt kiệt kiệt, này nhân loại quá ngây thơ, thương ảnh thần thông, đủ để đem hắn thân thể xuyên thủng. Chỉ là nó tiếng nói còn không có hạ xuống, còn người tự trợn tròn, phốc phốc phốc, đáng sợ thương ảnh quét ngang tại tần Trần trên thân, tức khắc nổ bắn ra từng đạo hỏa quang, lại căn bản là không có cách xuyên thủng tần Trần thân thể. Hừ, Ngươi nếu là thật bá chủ nữ yêu, có lẽ bản thiếu còn phải cẩn thận một chút, nhưng đáng tiếc, người miệng cọp gan thỏ, người thần thông, liền bản thiếu phòng ngự đều phá mở không được. Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn phòng ngự, ở đột phá cự đầu cảnh giới sau, lần thứ hai tăng vọt, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, căn bản không phải này mị hoặc cự yêu đơn giản có thể phá ra. Mị hoặc thuật, không gì hơn cái này. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, giọng nói rơi xuống, thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc, không gian lóe lên, Tần Trần đi thẳng tới đầu này mị hoặc cự yêu bên cạnh, nằm ngón tay như câu, vậy mà trực tiếp bắt được này mị hoặc cự yêu đầu trên. Từ xa nhìn lại, hơn ngàn con mị hoặc nữ yêu cấu thành cự yêu, trừng cao trăm trượng, mà Tần Trần tại đây mị hoặc nữ yêu đỉnh đầu, thì giống như một người đứng ở một cái đỉnh núi, thế nhưng Tần Trần thủ trưởng hạ xuống, lại hóa thành thật lớn Thánh Nguyên thủ trưởng, cứng rắn úp nhập này mị hoặc cự yêu đầu trong. Xì, si, đầu này mị hoặc cự yêu cứng rắn đầu bị Tần Trần cứng rắn nắm năm cái lỗ thùng, ầm một tiếng, nổ tung cũng nữa duy trì không được cự yêu thân thể, hóa thành hơn ngàn con mị hoặc nữ yêu, thoáng cái nổ lên. Mà tần trần thủ trưởng, xuyên thấu trọng trọng nữ yêu thân thể, cứng rắn đội lên cốt lõi nhất nữ yêu thống lĩnh đầu trên, trong cơ thể khởi nguyên chi thư chờ thôi động, dùng sức hút một cái. Tức khắc, vô số cuồn cuộn nữ yêu phép tắc, tính cả tinh khí liên tục không ngừng trôi qua, bị tần trần thu nhận đi. Khởi nguyên chi thư trong, đại diện nữ yêu văn minh, mị hoặc văn minh trang sách, bộc phát rõ ràng. Đồng thời, khởi nguyên chi thư tại giải thích này mị hoặc nữ yêu kết cấu linh hồn phân tích nó đạt được cấu tạo nhìn ra mị tộc chế tạo mị hoặc nữ yêu hạch tâm thủ đoạn không được này mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh trong mắt lộ ra kinh khủng tâm tình đến kêu thảm một tiếng tức khắc nổ tung hơn một nghìn mị hoặc nữ yêu bị tần trần trượt hút một cái tất cả đều nổ tung sau đó thu nhận không còn một mảnh màu đen kia thượng cổ yêu thương chấn động giữa muốn bay ra ngoài đã bị tần trần đại thủ một chảo cầm nắm ở trong tay tản mát ra từng cái hung sát chi khí làm sao dãy rụa đều không thể chạy trốn. Bổ thiên chi thuật, luyện hóa, thượng cổ yêu khí, dung nhập thân kiếm, yêu kiếm, này yêu thương tựu cho ngươi làm thuốc bổ. Thi triển thi triển bổ thiên chi thuật, tức khắc khắc sắc yêu thương run rẩy kịch liệt, sau đó ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số hắc sắc yêu thương mảnh vụn, lại bị tần trần luyện thành tinh thuần nhất thượng cổ yêu khí dung nhập vào xanh biếc yêu kiếm trong. Xanh biếc yêu kiếm kịch liệt rung động, phảng phất đói khát hồi lâu người đại báo có lộc ăn đồng dạng, đem các loại thượng cổ yêu khí tất cả đều thôn vệ vào trong thân kiếm, tức khắc xanh biếc trong thân kiếm, toát ra càng thêm nồng nặc lục quang, yêu kiếm trong cư nhiên truyền lại ra nhẹ nhẹ mừng rỡ khí tức. Tần Trần trong cơ thể, mị hoặc nữ yêu văn minh cũng bộc phát rõ ràng, Tần Trần trong cảm thụ lực lượng, không khỏi vui mừng không thôi. Này mị hoặc nữ yêu kết cấu linh hồn, xác định hết sức đặc thù, khác hẳn cùng bình thường chủng tộc, nhân loại muốn tu luyện ra như vậy thần thông, độ khó không giống bình thường a, bất quá cũng không tiện nói, có bổ thiên chi thuật, có khởi nguyên chi thư, bản thiếu không hẳn không có khả năng sáng tạo ra luyện hồn thần thông tới. Tần Trần nhìn trong thân thể không ngừng ngưng tụ mị hoặc nữ yêu văn minh, không khỏi liên tục gật đầu. Muốn mau chóng sáng tạo ra bực này thần thông đến, còn phải thu nhận nhiều hơn mị tộc nữ yêu. Tần Trần thân hình khẽ động, lần thứ hai tiến vào mị hoặc nữ yêu trong đại quân, hướng về phía đám này mị hoặc nữ yêu, bày ra công kích. Âm ầm, Tần Trần huy động thượng cổ yêu kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, đều có kiếm khí tận trời, nhiều mỹ hoặc nữ yêu đều bị tần trần nhất kiếm chảm bạo hắn đi nhanh đi lại tại ở chân trời giống như thiên thần giáng thế không sợ hãi những thứ kia bị kích sát mỹ hoặc nữ yêu ào ào đều đầu nhập phía sau hắn trong nước xoáy trở thành hắn văn minh thuốc bổ đây là người nào làm sao lợi hại như vậy đây mà vẫn còn là người ư đang cùng mỹ hoặc nữ yêu đại quân khổ sở chống lại thiên diễn tông khúc cao phong minh tuệ các quyền mộ liếu trợt áp lực buông lỏng liền thấy tần trần hành tổ ở bầu trời từng kiếm một trảm bạo mỹ hoặc nữ yêu kích sát hàng trăm hàng ngàn mị hoặc nữ yêu, không khỏi kém điểm kinh hãi phải con mắt hạt châu đều rơi ra tới. Dầm dầm dầm, tần trần không ngừng xuất thủ, đem rất nhiều mị hoặc nữ yêu chém giết, những thứ này chúng nữ yêu, tất cả đều phát ra thanh âm hoảng sợ, thét lên liên tục rút đi. Chạy đi đâu, tần trần đứng ngạo nghế hư không, hướng về phía chân trời đánh ra từng đạo không gian thần thông, bao phủ ở tất cả, chân áp phản cổ, đem trong vòng ngàn giảm hư không đều ngưng kết hạ xuống bị chấn áp lại, tạo thành phiến cố hình không gian kết cấu, giống như là một khối không gian thủy tinh, mà những mị hoặc nữ yêu đó tự bị phong ấn ở không gian thủy tinh trong, ra sức giấy ruộng, thế nhưng từng cái đều không thể động đẩy. Tần trần thôi động khởi nguyên thuật, kinh khủng lực thôn vệ sinh ra, tức khắc những thứ này mị hoặc nữ yêu tất cả đều bị tần trần thôn vệ, tạo thành mãnh liệt mị hoặc phong bạo. Trời ơi, người này đem toàn bộ mị hoặc nữ yêu đều thôn vệ, đây tột cùng nhân vật gì? Thế lực kia đỉnh cấp cao thủ, bá chủ cường giả sao? Khúc cao phong cùng quyền mộ liễu lúc này đều thấy dại ra ở, như là hai cái không từng va chạm xã hội hương ba lão. chương 2962, Đại ân Đại Đức. Âm ầm tần trần thân thể chợt hút một cái, liền không gian đều bị hấp thu đến trong thân thể hắn, cả vùng không gian lập tức mẫn diệt, bốn phía không gian chi lực tức khắc điên cuồng tới, tạo thành một vùng không gian khu vực, tạo thành kịch liệt không gian phong bạo. Dưới con mắt mọi người, toàn bộ mỹ hoặc nữ yêu lực, đều bị tần trần thôn phệ, nội liếm vào thân thể, trở thành tần trần bản thân lực lượng. Ta lão thiên, Khúc Cao Phong cùng quyền mộ liễu ước chừng là lần đầu chứng kiến tần trần hung tàn như vậy người, đều có chút mặt như màu đất. Quý Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh tuy là đã sớm thói quen đây hết thảy, nhưng lúc này cũng có chút lay động, tần trần không động thủ còn tốt, ngoại trừ cao đến uy nghiêm ở ngoài, thậm chí còn có chút tao nhã khí chất, thế nhưng vừa động thủ lên, thì giống như một đầu thao thế, giống như muốn tôn vệ chư thiên, hung tàn không được. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, tần trần càng lợi hại, Quý Tư Thanh cùng Chu Vũ Thánh lòng tin lại càng đủ, cũng bộc phát an lòng. Tần Trần thôn vệ nhiều như vậy, Mị Hoặc Nữ Yêu sau trong không thiếu có nửa bước bá chủ cao thủ cấp bậc, Mị Hoặc Nữ Yêu lực lượng tất cả đều bị thu nhận, nhưng không có tiến nhập Tần Trần trong thân thể, mà là tiến vào khởi nguyên chi thư trong, để cho Mị Hoặc Nữ Yêu văn minh trang sách càng thêm rõ ràng. Có một loại tử sắc Mị Hoặc Hào Quang lưu truyền lộng lẫy đến cực điểm. Bất quá Tần Trần hiểu rõ bản thân Mị Hoặc Nữ Yêu văn minh còn không có đạt đến một cái rất sâu tình trạng, thiếu khuyết một ít lực lượng. Đặc biệt luyện hồn chi thuật, cho dù lấy được nhiều như vậy mị hoặc nữ yêu, cũng không có hoàn toàn đột phá, xuất hiện lột xác. Luyện hồn chi thuật không giống bình thường, có lẽ chỉ có chém giết thần chiếu thánh tử, luyện hóa linh hồn hắn, lấy được thần chiếu giáo chuyển thế thần thông mới có nhiều hơn lĩnh ngộ. Tần Trần định hạ tâm lai, như có điều suy nghĩ. Tuy là hắn luyện hồn thần thông không có lột xác, trực tiếp cảm ngộ đi ra, thế nhưng Tần Trần lực lượng linh hồn, tại thôn phệ nhiều như vậy mị hoặc nữ yêu sau, cũng có đột phá kinh người, trong đầu hắn linh hồn hải càng thêm bàng bạc thâm thúy, đối thần chiếu thánh tử suy tính, cũng càng thêm rõ ràng. Siêu, chém giết những thứ này mị hoặc nữ yêu, rất nhiều đại quân yêu thú, cũng là tan vỡ ra, tất cả đều giải tán lập tức, tần trần thân hình thoát một cái, sẽ đến thiên diễn tông khúc cao phong cùng minh tuệ các quyền mộ liễu trước người. Các hạ là tại hạ thiên diễn tông khúc cao phong, này một vị là minh tuệ các quyền mộ liễu, không biết các hạ tôn tính đại danh. Khúc cao phong cùng quyền mộ liễu bị tần trần nhìn chằm chằm, đều dọa cho giật mình, lập tức chắp tay nói ra, trong giọng nói mang theo cảm kích, nhưng trong thần sắc vẫn có một chút cảnh giác, thậm chí biểu hiện ra ngoài một chút bất an, nói hết sức khách khí, đây thấy được tần trần thực lực cường đại sau, cảm thụ được mãnh liệt áp bách. Hai người tại mỗi cái thế lực, cũng là cao cấp nhất thánh tử, thế nhưng tại tần trần phía trước lại có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, bởi vì hai người có một loại cảm giác, trước mắt tần trần thực lực mạnh, không phải chuyện đùa, coi như là hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc là người này đối thủ. Hai người vừa dứt lời, liền thấy xa xa bay xẻ tới úy tư thanh cùng chu vũ thánh đám người quảng hàn phủ úy tư thanh còn nữa quảng hàn phủ thiên công tác thánh tử chu vũ thánh hai người ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại úy tư thanh cùng chu vũ thánh đều là mảnh này phủ vực nổi danh thiên kiêu hai người tự nhiên cũng đều nhận thức trong lòng lập tức suy tư chẳng lẽ chém giết mị hoặc nữ yêu cường giả là quảng hàn phủ người lại nghe chu vũ thánh cười rộ lên khúc cao phong quyền mộ liễu, vị này chính là chúng ta thiên công tác tần trần thánh tử vừa mới giải cứu các ngươi kích sát đám này mị hoặc nữ yêu, như thế nào đây? Ta thiên công tác thánh tử thủ đoạn như thế nào? Hai vị cũng là thiên diễn tông cùng minh tuệ các cao cấp nhất thiên kiêu, mảnh này phủ vực người nổi bật, trong lòng vậy cũng có bội phục chứ. Cái gì, hắn là các người thiên công tác người. Khúc cao phong cùng quyền mộ liễu đều xem tần trần một cái, hai người tuổi nếu so với tần trần lớn, từng trải gió xương cũng muốn so tần trần nhiều, thế nhưng đứng ở tần trần phía trước thời gian, lại có một loại vô hình áp bách, làm cho làm người ta có một loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất trước mắt tần trần là một cái thần chi hạ phàm căn bản là không có cách đối kháng không sai tại hạ là tân quảng hàn phủ thiên công tác thánh tử tần trần mang theo quảng hàn phủ đội ngũ tình cờ đi qua thấy một quần mị hoặc nữ yêu vây khốn hai vị vì vậy xuất thủ đem kích sát giải cứu ra hai vị như thế nào đây hai vị cũng sẽ không trách tội tại hạ lỗ mãng chứ tần trần mắt sáng lên nói ra ngữ khí cư nhiên không gì sánh được khách khí chắp tay một cái nói ra có loại nho nhã cảm giác hoàn toàn không có trước chém giết mị hoặc nữ yêu hung tàn không, không, đương nhiên sẽ không nghe Tần Trần nói như vậy, khúc cao phong vội vàng xua tay, lần này, còn phải đa tạ quảng hàn phủ chư vị, nơi đây mười phần nguy hiểm, mị hoặc nữ yêu cực nhiều, ta và quyền tiên tử bị vây nơi đây, đã có hơn một canh giờ, làm sao cũng không xông ra được, nếu không phải Tần Huynh xuất thủ, hai chúng ta thậm chí có ngã xuống nguy hiểm. Không sai, Tần Huynh xuất thủ, đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, này mị hoặc nữ yêu thực lực rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ đều không cách nào thoát khốn, nghĩ không ra tần huynh một đến liền đem những thứ này mị hoặc nữ yêu chém giết sạch sẽ thế nào lại là lỗ máng, đa tả tần huynh cứu giúp đại ân đại đức suốt đời khó quên quyền mộ liếu cũng chắp tay nói ngữ khí cảm kích ha ha tần trần cười ha hả mắt sáng lên hai vị bị vây là thật nhưng có ngã xuống nguy hiểm ta xem không nhất định đi khúc huynh thiên diễn kiếm quyết uy lực kinh người kiếm khí cuồn cuộn thông thiên còn có quyền tiên tử không gian chi đạo cũng thần bí khó lường bản thiếu nhìn ra được hai vị còn có bí thuật không có thi triển, bằng không còn con này mị hoặc nữ yêu làm sao có thể ngăn lại hai người. Cứu ân tri ân, cũng là lời nói vô căn cứ, hai vị không cần khách khí như vậy. Tần huynh nói giỡn, chúng ta coi như còn có thủ đoạn, tại tần huynh phía trước, cũng là tiểu kỹ A. Khúc Cao Phong khách khí nói, bí tư thanh cùng chu vũ thánh đều tất tắc kêu kỳ lạ, đều nói này Khúc Cao Phong là thiên diễn tông thứ nhất thánh tử, tính cách hết sức cao ngạo, quyền mộ liếu cũng là mắt cao hơn đầu nhân vật. Nhưng hôm nay nhìn qua, tuy nhiên cũng khiêm tốn vô cùng, bất quá mọi người cũng đều biết đó là bởi vì xem tần trần trên mặt thấy được tần trần bá đạo người bình thường thật đúng là bá đạo không nổi hai vị chắc cũng là tới đây phế tích bảo địa tầm bảo chứ bản thiếu nghe nói hai vị tính cách hào sảng hôm nay gặp mặt đúng là hết sức ngay thẳng hào khí không biết hai vị làm sao hành động đơn độc hơn nữa còn bị này mị hoặc nữ yêu vây khốn quý tư thanh hỏi các ngươi mỗi cái thế lực khác thánh tử đây thiên diễn tông cùng minh tuệ các đều là đỉnh cấp thánh chủ thế lực vào đây thánh tử thánh nữ không có khả năng chỉ có hai người bọn họ, úy tư thanh bọn họ cũng là hiếu kỳ. Cái này nói rất dài dòng, bất quá nguyên nhân chủ yếu là bởi vì này phế tích bảo địa nguy hiểm trọng trọng, chúng ta hai đại thế lực phát hiện sau, quyết định người khác ở ngoại vi thăm dò, ta và quyền tiên tử thực lực mạnh nhất, liên thủ tiến nhập chỗ sâu, suy nghĩ sẽ an toàn hơn một ít, không nghĩ tới vào đây không bao lâu tựu sẽ gặp phải nguy hiểm. chương 2963, nhiều bằng hữu Khúc Cao Phong lắc đầu, cũng may mà chúng ta thế lực đệ tử khác không có vào đây, bằng không trước loại tình huống đó, chúng ta chiếu cố không chu toàn, nhất định sẽ có không ít người ngã xuống, ngược lại úy tiên tử cùng Chu huynh cư nhiên mang nhiều như vậy quảng hàn phủ đệ tử vào đây, rõ là dũng khí thuần chất. Ha ha, úy tư thanh cười rộ lên, hai vị có chỗ không biết, chúng ta cũng là bởi vì có tần huynh dẫn đầu mới dám cùng nhau vào đây, bằng không nói đã sớm tổn thất nặng nề, có tần huynh tại, này phế thích bảo địa, không trở ngại. Ồ, hai người đều khiếp sợ mắt nhìn Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng, Khúc Huynh, quyền tiên tử, gặp nhau chính là duyên phận, này phế tích bảo địa nguy hiểm như vậy, không bằng cùng nhau thăm dò này phế tích bảo địa như thế nào. Chu Vũ Thánh lôi kéo nói, vị này Tần Huynh khúc cao phong ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Khúc Huynh, đây cũng là bản thiếu chủ ý, ta xem hai người tính cách hào sảng, bản thiếu cũng là mới quen đã thân, này thí luyện chi địa chỗ sâu, nguy hiểm trọng trọng, thậm chí còn có ma tộc cùng khác chủng tộc cường giả, chúng ta mảnh này phủ vực người coi như là một thế lực, tự nhiên muốn như thể chân tay, lẫn nhau giúp đỡ. Tần Trần cười rộ lên, đương nhiên, hai vị nếu là không nguyện, ưa thích hành động đơn độc, thì cũng chẳng có gì. Bởi vì chúng ta chuyến này tiến nhập phế thích bảo địa, ngoại trừ chém giết yêu ma, tăng thực lực lên, tìm kiếm bảo vật ở ngoài, còn muốn chém giết thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, người này ỷ là cường giả chuyển thế, tìm được trình mình năm đó chuyển thừa chi địa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí tìm được năm đó thần chiếu giáo chí bảo thần chiếu kính trước liên hợp nhân vương phủ cùng huyết dương phủ đối với chúng ta quảng hàn phủ ngầm hạ sát thủ muốn chỉnh hợp chúng ta toàn bộ phủ vực thế lực thuận thì sống nghịch thì chết không giết không đủ để bình dân phẫn bản thiếu tới trước nơi này cũng là vì cùng quyết một trận tử chiến tần trần thản đáng đáng trực tiếp để lộ ra bản thân xem ngươi muốn cùng thần chiếu thánh tử quyết một trận tử chiến khúc cao phong nhìn tần trần cả kinh người này hết sức lợi hại nghe đồn là thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ chuyển thế, tới đây thí luyện chi địa tìm kiếm mình năm đó truyền thừa, muốn đột phá bá chủ, trở lại đỉnh phong, nghĩ không ra đã cùng tần huynh các ngươi đã giao thủ. Không sai, tần trần gật đầu, người này đã tìm được bản thân truyền thừa chi địa, ở nơi này phế tích bảo địa trong, thậm chí đã được đến thần chiếu giáo trí bảo thần chiếu kính, uy lực vô hạn, mặc cho khắc trưởng thành tiếp, phải là một lớn tai họa, bởi vì người này lòng muông giả thú, muốn chỉnh hợp chúng ta các đại thánh chủ phủ. Bất kỳ cái gì không nghe theo khắc hiệu lệnh người, đều có thể chém giết, hết sức bá đạo, không thể không đề phòng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, người này tuy là thần thông cái thế, nhưng còn chưa phải là bản thiếu đối thủ, trước liên hợp huyết dương phủ, nhân vương phủ cùng với thiên sơn phủ đối bản thiếu động thủ, cuối cùng vẫn bị bản thiếu đánh lui, cứu đi huyết thần thánh tử, nhưng nhân vương thánh tử cùng thiên sơn phủ đồng hồ sẽ không vận tốt như vậy, này hai người đã bị bản thiếu chém giết, hai cốt không còn. Tần Trần cũng không cấm kỵ, cái gì nói hết ra. Cái gì, các hạ giết nhân vương thánh tử cùng thiên sơn phủ đồng hồ. Khúc cao phong cùng quyền mộ liễu thất kinh, kém niềm không thể tin được bản thân nghe được nói. Ha ha, không sai, tần trần đàn bắt đầu làm móng tay, ta xem hai vị tính cách hào sảng, liền như thế cùng hai vị nói, hai vị nếu là nguyện ý, có thể ta quảng hàn phủ đội ngũ, chỉ cần là bằng hữu ta quảng hàn phủ hết thảy hoan nghênh, coi như hai vị không muốn cũng không có gì, xem như là cho hai vị một cái nhắc nhở, chú ý thần chiếu thánh tử, dù sao mọi người đều là mảnh này phủ vực, bản thiếu cũng không hy vọng chứng kiến hai vị bị thần chiếu thánh tử ám toán chém giết này khúc cao phong cùng quyền mộ liễu liếc nhau ánh mắt lập loè bọn họ đều cực thông minh tự nhiên biết tần trần lôi kéo thôi được thần chiếu giáo cùng huyết dương phủ vốn là khắp nơi chinh chiến hết sức bá đạo ta thiên diễn tông cùng minh tuệ các cũng đã sớm không quen nhìn nếu tần huynh mời chúng ta tự từ chối thì bất kính huống chi tần huynh còn là chúng ta ân nhân cứu mạng thì cùng tần huynh cùng nhau đối phó cái này hai người liếc nhau rất nhanh quyết định ha ha tốt lại hai vị bằng hiếu. Tần Trần cười rộ lên, đến lúc đó chém giết thần chiếu thánh tử, bản thiếu nguyện ý cùng hai vị cùng nhau chia đôi trên người hắn rất nhiều bảo bối. Tần huynh chuyện này, khúc cao phong lắc đầu, bảo vật cái gì, khúc mố cũng không đặc biệt để ý, chủ yếu là tần huynh đã cứu chúng ta, cái này ân tình, chúng ta nhất định phải hồi báo. Vậy thì đi đi, tần trần hướng về phía ý tư thanh bọn họ cười nói, cái này kích sát thần chiếu thánh tử có nắm chắc hơn, đến thời điểm gặp phải đến người này, ta tới chém giết thần chiếu thánh tử, quý sư tỷ Chu sư huynh, các người cùng khúc huynh, quyền tiên tử vây khốn người khác đi liền. Không có vấn đề, tất cả mọi người cười rộ lên. Được, chúng ta tiếp tục đi tới, ta đã suy tính đến, người này vị trí chỗ ở, còn muốn tại đây phế thích bảo địa nơi càng sâu, bên trong có phiến kinh người bảo tàng, thần chiếu thánh tử liền trong, Chu sư huynh, người chỗ cho đi ra bảo vật chi địa, phòng trừng đã bị người này phát hiện, vậy hẳn là là một cái di tích chi địa, cũng là toàn bộ phế tích bảo địa hạch tâm. Tần Trần nói, cái gì, chúng ta phải dành thời gian, Chu Vũ Thánh cả kinh, một bên khúc cao phong cùng quyền mộ liếu, cũng là cả kinh, nghĩ không ra tần trần bọn họ lại còn có như vậy tình báo. Đã như vậy, vậy thì đi đi, tần trần giọng nói rơi xuống, phủ đầu bay lên, mọi người lại lần nữa khởi hành, quang mang liên tiếp thành phiến, tiến vào chỗ sâu, tà khí ảo ảo bị giải khai. Dọc đường, mọi người lần thứ hai gặp phải một ít yêu ma, bất quá lúc này, tần trần đối mặt dấu ở tà khí trong yêu ma, căn bản không lưu thủ, trong thân thể thánh nguyên tùy ý sao động ra ngoài, những sát khí kia đã bị trực tiếp thu nhận, gạt ra, hiển hiện ra tà khí trong ẩn dấu yêu ma đại quân, sau đó vô luận cường đại dương nào yêu ma, vẫn là thành quần kết đội mãnh thú, tại tần trần bọn họ xuất thủ phía dưới, đều liên tục ngã xuống, hóa thành tinh thuần lực lượng, bị mọi người thu nhận. Là tăng nhanh thời gian, mỗi khi gặp phải nguy hiểm thời gian, tần trần đều người đầu tiên xuất thủ, trực tiếp chém giết, tốc độ cực nhanh, có đôi khi ý tư thanh bọn họ đều không còn có thể phản ứng kịp. Dọc theo đường đi, căn bản là để cho khúc cao phong, quyền mộ liễu đám người, cơ hồ không có quá nhiều xuất thủ cơ hội, bọn họ chỉ cần thủ hộ tại bốn phía liền có thể, chờ bọn hắn thời điểm phải ra tay, rất nhiều đại quân yêu thú đã bị Tần Trần đánh tan, thậm chí chém giết một mảng lớn. Tần Trần xuất thủ cực nhanh, để cho người ta xem thế là đủ rồi. Khúc Cao Phong cùng quyền mộ liễu thậm chí năm lần bảy lượt muốn cùng Tần Trần cướp đoạt thoáng cái yêu ma, thế nhưng thường thường Thánh Nguyên mới vừa mới uẩn nhướng ý niệm trong đầu khẽ động, phía trước yêu ma cũng đã hồi phi yên diệt. Điều này làm cho hai người có một ít bị đè nén, Hai người thực lực cường đại, đều là cao cấp nhất thánh tử, đơn độc tiến nhập phế tích bảo địa, cũng có cực lớn dũng khí, xem cũng là vì ma luyện bản thân, nhưng cùng Tần Trần đi cùng một chỗ, ung dung là ung dung, nhưng cơ hồ là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Chương 2964, tam đại cự đầu. Tần Trần giống như là một cái tử thần một dạng, đi tới chỗ nào, vô số yêu ma liền ngã xuống, không có thở dốc lực. Xem mọi người là trợn mắt hốc mồm, dọc theo đường đi Tần Trần cũng ở đây khắp nơi tìm kiếm kia bá chủ cấp mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh tung tích, bất quá kỳ quái là, kia bá chủ cấp mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh như là hoàn toàn không có tin tức một dạng, ẩn nặc, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Âm ầm, cũng không biết phi hành bao lâu, phía trước đột nhiên truyền lại đến kịch liệt thánh nguyên ba động, sau đó mọi người liền thấy, xa xa ở chân trời, có một vùng phế tích chi địa, mà nơi phế tích khoảng không, hòa hợp kinh người thánh nguyên ba động. Khơi thở kia, biến hóa thất thường, thậm chí hiển hiện ra ảo ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này phế tích xuống, tuyệt đối có đỉnh cấp thánh mạch. Quý tư thanh bọn người kích động giống to, tần chân, ta biết tin tức, tự ở cái địa phương này. Chu Vũ Thánh cũng kích động nói, ta xem, đây phiến viễn cổ di tích chiến trường, bên trong có rất nhiều đỉnh cấp thánh mạch, cũng có kinh người bảo tàng, thần chiếu thánh tử hẳn là tự giấu ở này phế tích chỗ sâu, hắn truyền thừa cũng ở nơi đây, bất quá bên trong nguy hiểm trọng trọng, các ngươi đều phải cẩn thận một chút, theo sát mà ta, bằng không sơ ý một chút, sẽ ngã xuống trong. Tần Trần hét lớn một tiếng, cũng thả người bay vào đi, một đám người, trên thân lập lè lưu quang, ào ào xông vào này phế tích xuống trong thông đạo. Mọi người mới vừa tiến vào, liền nghe được phế tích thông đạo chỗ sâu, truyền ra ngoài yêu ma gào thét. Này trong thông đạo, có rất nhiều yêu ma, hống hống hống, chỉ thấy tất cả yêu thú hung mãnh tấn công tới, nơi này yêu thú, thực lực đều cực kỳ khủng bố, so với bên ngoài, còn mạnh hơn nhiều, mọi người lập tức cảm thấy trận trận cật lực. Thế nhưng, tại đại trận tổ hợp lại, cùng với tần trần chờ mấy đại thiên kiêu xuất thủ phía dưới, những yêu ma này bị tần trần bọn họ ào ào chém giết. Bốn phía, có vô số thánh khí rung động, tất cả mọi người cảm giác được, bốn phía này có thật nhiều thánh mạch, đồng thời hơi thở kia kinh người, thậm chí là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần huynh, chu vũ thánh bọn họ ào ào nhìn sang, nếu như lấy được những thứ này viễn cổ thánh mạch, như vậy thực lực bọn hắn tuyệt đối có đủ đề thăng, thậm chí bước vào đến bá chủ cảnh giới không có thời gian tần trần lại lắc đầu ta có thể cảm nhận được thần chiếu thánh tử ở nơi này phế thích chỗ sâu người này hiện tại đang ở thu nhận rất nhiều lực lượng chữa trị thần chiếu kính quyết không thể làm cho hắn sửa lại thành công việc cấp bách là trước đem chém giết bằng không một khi chờ hắn khôi phục thực lực đem càng thêm đề thăng huống chi nơi này viễn cổ thánh mạch ẩn giấu vô cùng sâu thật muốn moi ra cần tiêu hao nhiều thời gian nhưng này thần chiếu thánh tử sở tại địa phương tuyệt đối có kinh người nhất thánh mạch tần trần dẫn đầu bay đi tại hắn dẫn đường xuống, mọi người không ngừng vào trong. Giết, khúc cao phong đám người liên tục xuất thủ, thôi động kiếm khí, gặp phải yêu ma, cường thế xuất thủ, mở ra nhất đạo thông đạo. Âm ầm tại trước mọi người vào sau gần nửa ngày, phía trước đột nhiên truyền lại đến một cổ nồng nặc thánh khí khí tức, đồng thời có yêu ma tiếng gào thét vang lên. Phía trước, dường như có rất nhiều cao thủ đang cùng yêu thú chiến đấu. Mọi người nghe gào thét, lại nhìn sang, đã nhìn thấy tà khí trong, một đám người cấu thành đại trận, tại mấy tôn đỉnh cấp cao thủ dưới sự hướng dẫn, đang cùng một đám hung hãn thái cổ mãnh thú chiến đấu, lẫn nhau điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao thủ, cường đại thánh nguyên ba động tự chấn động đến mức toàn bộ phế tích kịch liệt oanh động. Đặc biệt đám kia thái cổ mãnh thú thủ lĩnh, bộ dáng như là trong truyền thuyết mãnh thú ác thú, thực lực hung hãn, hung uy ngập trời. Đó là huyết xương phủ thiên công tác đại sư huynh bản Hoa Dung, Thiên Sơn phủ thiên công tác đại sư huynh Triệu Lương Hàn, còn có Nhân Vương phủ thiên công tác đại sư huynh Chỉ Văn Mẫn, bọn họ tại đây cùng một đám thái cổ mãnh thú chiến đấu, đám kia thái cổ mãnh thú phía sau là một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Chu Vũ Thánh bọn họ thất kinh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt. Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt bọn họ đều nhận ra một đám cao thủ khủng bố, đúng là hắn phủ thiên công tác thánh tử, càng làm cho mọi người giật mình là, ở đó quần thánh tử trong, luôn luôn không cùng Tần Trần bọn họ gặp nhau quảng hàn phủ thiên công tác thánh tử hạng vô địch, cư nhiên cũng ở đây trong. Lúc này, đám người kia đang cùng đám kia ác thú thủ hộ viễn cổ thánh mạch chiến đấu, bảy yêu thú kia, thực lực mạnh, cực kinh người, trí tuệ cũng cực cao, cư nhiên cũng bài binh bố trận, không sợ chút nào ba thế lực lớn thiên công tác cao thủ, đặc biệt thủ lãnh kia ác thú, dĩ nhiên bước vào bá chủ cấp bậc, một kích phía dưới, phổ thông nửa bước bá chủ đều có thể ngã xuống, bất cứ hắn trên thân có trọng thương, tựa hồ là đang đột phá thời gian bị ám toán, trên thân bá chủ khí tức hết sức bất ổn. Trên dưới ba động, đưa tới thực lực căn bản không phát huy ra được. Dù vậy, cũng không phải bình thường cao thủ có đủ đối mặt. Thế nhưng, Bản Hoa Dung cùng Tam Đại Cự Đầu, tuy nhiên cũng lấy nửa bước đỉnh phong bá chủ tu vi cùng đầu này ác thú chiến đấu, ba người liên thủ, thực lực kinh thiên, toát ra đốt hủy thiên địa uy lực đến, đem ác thú yêu khí áp chế liên tục tản ra, hung sát chi khí căn bản là không có cách tới gần thân thể bọn họ. Vượt cấp khiêu chiến, còn chiếm theo phía trên, có thể thấy được bản Hoa Dung này Tam Đại Cự Đầu đều là cao cấp nhất cao thủ, như là Chu Vũ Thánh một dạng, thậm chí mạnh hơn, bởi vì bọn họ sớm hơn tiến nhập nơi này, lấy được cơ duyên nhiều hơn chỉ cần bọn họ có thể được cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch thì có khả năng đã sớm ba vị bá chủ cao thủ tới tần trần bọn họ tiếng động cũng kinh động trong chiến đấu đại quân yêu thú cùng ba thế lực lớn thiên công tác chúng thánh tử tất cả mọi người là cả kinh tam đại cự đầu chứng kiến chu vũ thánh từ duyệt đám người ánh mắt lập tức động lại đồng thời cũng chứng kiến úy tư thanh khúc cao phong quyền mộ liễu mấy người càng là lộ ra vẻ ác liệt mà hạng vô địch ánh mắt lại lộ tại tần trần trên thân mắt chỗ sâu hiện lên một chút oán hận lập tức truyền âm nói gì đó Bản hoa dung ba người ánh mắt ngưng lại, ánh mắt đều rơi vào tần trần trên thân, mắt chỗ sâu có sắc bén thoáng hiện. Bất quá, ba người bọn họ cũng không nói gì hắn, mà là hướng về phía chu vũ thánh quát to lên, phát ra ù ù tiếng nổ, chu vũ thánh, người thân là thiên công tác thánh tử, cùng quảng hàn phủ người tại cùng nhau ngược lại cũng thôi, như thế nào cùng thiên diễn tông, minh tuệ các người quấy nhiễu hợp lại cùng nhau. Rõ là mất hết thiên công tác mặt, ta thiên công tác lúc nào cần cùng ngoại nhân hợp tác. chu vũ thánh cùng từ duyệt. Tôn vô tấn khí sắc cuối cùng biến, nghe ra bản hoa dung trong giọng nói không vừa lòng, bất quá ngại vì mọi người đều là thiên công tác đệ tử, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là đạo, bản hoa dung, triệu lương hàn, chỉ văn mẫn, chư vị sư huynh sư đệ, có thể chúng ta quảng hàn phủ thiên công tác người cùng tiến lên, đối phó bảy yêu thú này đại quân. Chu Vũ Thánh nói, chúng ta lần này cùng liên hợp lại, thật là vì tìm kiếm thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử, người này dã tâm bừng bừng, muốn tìm được bản thân truyền thừa, thành tựu vô thượng bá chủ, thống lĩnh chúng ta các đại thế lực, ngay cả chúng ta thiên công tác đều có thể nghe theo hắn hiệu lệnh, nếu không thì muốn chảm sát, chúng ta liên thủ, cũng là vì tìm được người này, đem diệt trừ, hiện tại vừa lúc, chư vị sư huynh sư đệ nhưng cùng chúng ta cùng nhau, liên thủ, đến lúc đó có thể mang chém giết. Lấy chính càn khôn, chương 2965, xem trận chê cười. Đối phó thần chiếu thánh tử, chỉ bằng mấy người các ngươi. Huyết Dương phủ thiên công tác đại sư huynh bản hoa dung nghe nói như thế, trên mặt tức khắc lộ ra trào phúng thần sắc. Mấy người các ngươi nghĩ quá nhiều thần chiếu thánh tử, chính là thần chiếu giáo thứ 78 thế giáo chủ chuyển thế, hiện tại đã được đến bản thân truyền thừa, đột phá bá chủ cảnh giới, chỉ các người đám người kia, đi lên cũng bất quá đưa đồ ăn. Thiên Sơn Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Triệu Lương Hàn cũng cười lạnh nói. Không sai, chu vô thánh, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, các ngươi tìm thần chiếu thánh tử, đó là tự tìm cái chết, huống chi chúng ta tiến nhập thí luyện chi địa, cũng không phải là là giết người nháo sự, mà là là để thăng bản thân, cho nên phải đi, tự chính các ngươi đi đi, chúng ta nơi này cũng không cần các người hỗ trợ, bởi vì chúng ta thiên công tác địa vị phi phàm, không cần cùng ngoại nhân liên thủ. người bây giờ cùng quảng hàn phủ thiên diễn tông minh tuệ các người tại cùng nhau, đó là mất hết chúng ta thiên công tác mặt. bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. nhân vương phủ thiên công tác đại sư huynh trì văn mẫn xem thường nói ra, căn bản khinh thường chu vũ thánh một đám người. ba người này vừa mở miệng, vừa cùng ác thú chiến đấu, cư nhiên nhất tâm nhị dụng, thành thạo. Chu Vũ Thánh lúc đầu khí sắc khá đẹp, nghe vậy, tức khắc khó xem, hắn là như vậy một phủ thiên công tác đại sư huynh, nhưng đối phương cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí, quả thực không đem hắn để vào mắt. Coi như là một bên úy tư thanh, khúc cao phong, quyền mộ liếu ba người khí sắc cũng khó nhìn, một quần thiên công tác thánh tử, thật sự là quá ngạo khí, quá kiêu ngạo. Bất quá, đây thiên công tác gia sự, bọn họ cũng lười để ý biết, hết thảy đều có Chu Vũ Thánh, Tần Trần làm chủ. Chu Vũ Thánh khí sắc cũng khó nhìn lên, lạnh lùng nói, nếu mấy vị không có hứng thú, như vậy chúng ta liền cáo từ. Hắn lúc đầu thấy đối phương đều là thiên công tác đệ tử, còn muốn lôi kéo đối phương thoáng cái, giúp đỡ đối phương cùng nhau chém giết những thứ này đại quân yêu thú, sau đó sẽ cùng nhau liên thủ kích sát thần chiếu thánh tử. Thế nhưng nghe thế sao một phen, trong lòng tự nhiên hỏa khí tỏa ra, bất qua hắn tu dưỡng thâm hậu, hỉ nộ không lộ, cũng không trực tiếp biểu đạt không vừa lòng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, xoay người liền muốn rời đi. Chu huynh, đây chính là một cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi? Quý Tư Thanh, khúc cao phong đám người không nhịn được nói, nhìn về phía Tần Trần. Chu Vũ Thánh giật mình trong lòng, vội vàng nói Tần Huynh, đối phương dù sao cũng là chúng ta thiên công tác người, còn đừng để nội chiến, để tránh khỏi sau khi rời khỏi đây đưa tới không tất yếu phiền toái. Nơi này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch khẳng định không chỉ một cái như vậy, không có cần thiết như thế chứ. Tần Trần trầm ngâm thoáng cái, còn chưa làm ra quyết định, xa xa liền truyền đến bản hoa dung lạnh nhà thanh âm. Chu Vũ Thánh, người có thể đi bất quá các ngươi quảng hàn phủ thiên công tác có một cái gọi là tần trần thánh tử tự là ngươi bên cạnh một vị kia hắn lưu lại đi ta nghe nói người này mới vừa các ngươi quảng hàn phủ thiên công tác không bao lâu tự kiêu ngạo bá đạo làm cho các ngươi thiên công tác uy tín lâu năm thánh tử hạng vô địch quỳ xuống thậm chí còn để cho các ngươi quảng hàn phủ thiên công tác một vị tận tụy thái thượng trưởng lão bị giáng chức người này rõ là cuồng vọng không biết tôn ti người như vậy chỉ sẽ thêm phiền toái sớm muộn cũng sẽ để cho các ngươi quảng hàn phủ thiên công tác gặp vận rủi lớn chọc đại sự, bổn sư huynh tựu thay các người giáo huấn. Bản hoa dung lạnh lùng nhìn tần trần, ở bên cạnh hắn, hạng vô địch trong bí mật nói gì đó, như là tại bầy mưu tính kế, ánh mắt oán hận âm lãnh nhìn tần trần, một bụng ý nghĩ xấu. Chu Vũ Thánh vừa nghe, cũng biết phải gặp, đúng là, liền thấy tần trần sắc mặt khó coi lên, đôi mắt chỗ sâu, phát hỏa trào phùng ý tứ hàm xúc, người là muốn thay hạng vô địch xuất đầu, lưu lại bản thiếu. Còn muốn giáo huấn bản thiếu, lúc đầu xem ở cùng là thiên công tác đệ tử phân thượng, Tần Trần cũng chuẩn bị cho Chu Vũ Thánh một bộ mặt, không so đo nơi này chuyện, dù sao hiện tại kích sát thần chiếu thánh tử mới là chuyện quan trọng, thế nhưng đối phương những lời này trực tiếp kích khởi Tần Trần trong lòng tức giận. Ha ha ha, Tần Trần vừa xài bước ra, trên thân toát ra tận trời hàn ý, bản hoa dung, người nghĩ cái gì vậy? Cũng xứng giáo huấn bản thiếu, nếu như ngươi không có thiên công tác đệ tử, chỉ bằng những lời này, mà ngươi tựu đã không phải là chính ngươi người, chẳng những là ngươi, bộ tộc của ngươi người, cũng muốn diệt phong, hết thảy đều chết tại bản thiếu trong tay bất quá hôm nay nơi này nguy hiểm trọng trọng, nể tình các ngươi là thiên công tác đệ tử phân thượng, bản thiếu không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng, các ngươi tất cả mọi người có thể biến, lưu lại thánh mạch cùng hạng vô địch, lăn đi nơi này. Huyết xương phủ, Thiên Sơn phủ, Nhân Vương phủ Tam đại phủ thiên công tác đệ tử nghe được câu này, mỗi một người đều dại ra ở, khó có thể tin nhìn Tần Trần, chỉ cảm giác mình lỗ tai là nghe lầm. Bọn họ nghe được cái gì? Nay Tần Trần vậy mà để cho bản hoa dung sư huynh bọn họ lăn. Khẩu khí thật là lớn hắn biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Tự liền một ít bá chủ thế lực lão tổ cũng không dám cùng bản hoa dung sư huynh bọn họ nói như vậy, này tần trần vậy mà dám nói thế với. Bản hoa dung khí sắc cũng thoáng cái khó xem, ánh mắt băng lãnh nhìn tần trần, toát ra thật sâu hàn ý, ngươi tựu là tần trần, đúng là kiêu ngạo, khó trách vừa lên đến tự dám để cho thiên công tác uy tín lâu năm thánh tử quỳ xuống, không biết tôn ti, tốt lúc đầu bản tọa còn chỉ muốn thay hạng vô địch giáo huấn ngươi một phen, cầm lại hạng vô địch bảo vật, phế bảo ngươi tu vi thế nhưng hiện tại ngươi song chứng chỉ bằng trước ngươi nói mấy câu nói kia coi như là có chu vũ thánh bảo đảm ngươi ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết bản hoa dung tại xuất thủ lúc thanh thạo quay đầu lạnh lùng nhìn chu vũ thánh chu vũ thánh ngươi là quảng hàn phủ thiên công tác đại sư huynh lẽ ra có quản lý tốt đội ngũ trách nhiệm cho ngươi một cơ hội đem tần trần bắt được trước mặt bổn tọa làm cho hắn quỳ xuống nhận sai sự tình có lẽ còn có hoàn chuyển cơ hội bằng không chờ bản tọa rảnh tay sẽ không đơn giản như vậy bởi vì ngươi thất trách, bản tọa liền ngươi cũng một khối giáo huấn. Bản Hoa Dung, ngươi quá phận, Chu Vũ Thánh khí sắc tức khắc biến, Triệu Lương Hàn, Chỉ Văn Mẫn, các ngươi cũng muốn như vậy. Chu Vũ Thánh, ngươi thân là Quảng Hàn phủ Thiên công tác đại sư huynh, cư nhiên để cho một cái uy tín lâu năm thánh tử bị người làm nhục, lại không có bất kỳ biểu thị, thật có chút qua, bản huynh ý tứ, đó là để cho ngươi lấy, thực hiện ngươi đại sư huynh chức trách. Không sai, Thiên công tác đại sư huynh phải có Thiên công tác đại sư huynh dạng, cả ngày khúm núm, cùng một ít không biết mùi vị thế lực liên thủ, bị hư hỏng ta thiên công tác thể diện. Triệu Lương Hàn cùng Chỉ Văn Mẫn cũng lạnh nhạt nói ra, nhất nhất cao cao tại thượng bộ dáng. Chu Huynh, các người hắn đây thiên công tác sư Huynh, nói hơi quá chứ. Cái gì gọi là không biết mùi vị thế lực, khúc cao phong cùng quyền mộ liễu cũng đều có một ít nhìn không được, Quảng Hàn phủ rất nhiều thánh tử thánh nữ, cũng đều sắc mặt khó coi. Không có ý tứ chư vị, để cho các người xem một hồi chê cười. Tần Trần đi tới trước, thản nhiên nói chúng ta thiên công tác mặc dù là thiên giới đỉnh cấp thế lực nhưng bên trong đệ tử nhưng có chút tốt xấu lẫn lộn cái gì miêu cầu người có đã như vậy bản thiếu thân là thiên công tác thánh tử lẽ ra phải do nghĩa vụ thanh lý môn hộ để tránh khỏi để cho có vài người bại hoại thiên công tác danh tiếng chương 2966 hóa binh thần quyết tần huynh chu vũ thánh nghe được tần trần lời này không khỏi nôn nóng hét to lên bản hoa dung ba người đều là khắc phủ thiên công tác đại sư huynh thân phận không bình thường người cũng không thể hành sự lỗ mãng bằng không nhất định sẽ làm cho tổng bộ tức giận, chuyện này giao cho ta xử lý. Hắn trong lòng có chút kinh hồn táng đảm, hiểu rõ Tần Trần phong cách hành sự, thật muốn động thủ, bản hoa dung ba người tuyệt đối phải xui xẻo. Với lại, hắn lo lắng là nếu như Tần Trần động bản hoa dung ba người, truyền tới tổng bộ, vậy cũng nhất định sẽ thụ đến trừng phạt. Bản hoa dung, triệu lương hàn, chỉ văn mẫn, chu mỗ không biết các người nghe được cái gì tin đồn, nhưng Tần Trần là ta quảng hàn phủ thiên công tác người, còn chưa tới phiên các người làm chủ, người thu lưu hạng vô địch vậy cũng thôi, chu mỗ không làm tính toán, nhưng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chu mỗ cũng không hy vọng các người chen tay vào chúng ta quảng hàn phủ thiên công tác chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chu Vũ Thánh quát lạnh, cầm miệng, chu Vũ Thánh, ta xem ngươi là càng sống càng trở về, khó trách không có triển vọng, tại đây thí luyện chi địa lịch lắm còn muốn cùng thế lực khác hợp tác, cũng được, người đã không hiểu được thanh lý môn hộ, như vậy bản tọa tự tự mình động thủ, đến thời điểm giết tần trần, trở lại giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì mới là một cái thiên công tác đại sư huynh phải làm chuyện. Bản Hoa Dung khinh thường nói, ngươi, Chu Vũ Thánh thức đến run, bản Hoa Dung, Chu Mỗ cũng không phải dễ chọc, hôm nay Chu Mỗ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến thật mạnh, lại nói lên tới đây dạng nói. Coi như, Chu Sư Huynh, vẫn để cho để ta giải quyết đi, thiếu lãng phí thời gian. Tần Trần đi tới, một tay khoát lên Chu Vũ Thánh trên vai, ngăn cản hắn xuất thủ, trên mặt hiển hiện ra hàn ý, Chu Sư Huynh, Ngươi cũng chứng kiến, đám người kia là mình muốn tự tìm cái chết, thật không là kẻ khác, đã có người hung hăng, như vậy bản thiếu cũng không khách khí, nếu không chuyển đi, bản thiếu tại làm sao tại thiên giới hốn. Bị khi dễ thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn muốn nén giận. Tần huynh, chu vũ thánh chứng kiến tần trần trên mặt hàn ý, không khỏi lui ra phía sau hai bước, trong lòng có một ít sợ hãi, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, không muốn hạ sát thủ, bằng không chuyển quay lại đến tổng bộ, ngươi cũng muốn phiền toái. Cái này ta tự nhiên sẽ có hạn độ, yên tâm, ta cũng là thiên công tác người mặc dù đối với mặt chỉ là mấy cái phế vật bất quá bản thiếu cũng sẽ không đại khai sát giới tần trần gật gật đầu nói phế vật ai là phế vật người trẻ tuổi người cho là ngươi là thánh chủ khẩu khí cuồng ngạo như vậy huyết dương phủ đại sư huynh bản hoa dung thoáng cái theo cùng ác thú trong lúc giao thủ lao tới hướng về phía triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn quát to triệu huynh chậm huynh hai người các ngươi trước ổn định chờ ta chém giết tiểu tử này sau trở lại cùng nhau liên thủ chém giết đầu này ác thú chết đi cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xuất thủ, ngược chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy, tức khắc theo trong nước xoáy, bắn ra vô số như là châm nhỏ một dạng hắc sắc kinh khí, chi chít, như là lông châu. Những thứ này châm nhỏ vậy hắc sắc kinh khí, căn căn đều lập lòe hào quang, ẩn chứa thiên đạo trí cao đạo lý, lập lòe kinh người khí tức, cơ hồ là kiên cố vô cùng. Hắc hoàng diệt thần châm, chu vũ thánh đám người thần sắc cứng lại, lập tức hét lên kinh ngạc tiếng, tần huynh, chú ý. Bất quá, hắn lời này là dư thừa, hắc hoàng diệt thần châm kích xả tới, mới vừa tới tần trần thân thể xa ba trượng chỗ, thì giống như đâm trúng một khối cứng rắn cương thiết, phát ra vang vang tiếng, hỏa quang tỏa ra, sau đó trực tiếp hóa thành từng đạo khói đen, tiêu tán không thấy, một chút cũng không dư. Hắc hoàng diệt thần châm vô cùng ác độc độc, chuyên phá cương khí hộ thân cùng phòng ngự thánh bảo, vận dụng này một tay công kích, bản hoa dung không biết ám toán bao nhiêu cường giả, nghe nói tại một đoạn thời gian trước, hắn còn ám toán một vị thiên thánh hậu kỳ bá chủ cao thủ, đem đối phương trọng thương, kém điểm chém giết, hiện tại cư nhiên mất công mà về. Bản huynh tu vi so trước đây, còn muốn cường hãn hơn ở trên một phần, trong cơ thể đã ngưng luyện ra bá chủ lực, cơ hồ cũng đã là thiên thánh hậu kỳ bá chủ cường giả, khắc hoàng diệt thần châm hẳn là càng thêm lợi hại mới là, làm sao lại căn bản không có phá vỡ tần trần hộ thân thánh nguyên. Tần trần trên thân khí tức đến là lực lượng gì? Hoang cổ chi khí, chẳng lẽ là xa cổ một cái luyện thể cường giả đỉnh cấp truyền thừa? Khó trách có thể đánh bại hạng vô địch, nhìn lại này hạng vô địch phải bại không oan, Đáng tiếc hắn hiện tại đắc tội là bản hoa dung sư huynh, hư, bản hoa dung sư huynh thủ đoạn nhưng không chỉ chừng này. Không sai, bản hoa dung sư huynh có thể trở thành là chúng ta huyết dương phủ thiên công tác đại sư huynh, cũng không phải là dựa lai lịch đi lên, mà là dựa thực lực giết đi lên, coi như là quảng hàn phủ thiên công tác đại sư huynh chu vũ thánh đi lên, cũng sẽ không là bản hoa dung sư huynh đối thủ, càng không cần phải nói tần trần. Thấy tần trần ngăn trở bản hoa dung công kích, rất nhiều tam đại phủ vực thiên công tác chúng thánh từ tất cả đều nghị luận ầm ĩ trong bí mật cười nhạt, mặc dù có chút giật mình, nhưng căn bản không thấy được tần trần, ánh mắt kia đều giống như nhìn một người chết. Bọn họ khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, cấu thành đại trận, ngăn cản đại quân yêu thú, cũng muốn xem tần trần là thế nào bị giết chết. Khó trách lớn lối như thế, nguyên lai là thật sự có tài, nhưng đáng tiếc, tại trước mặt bổn tọa căn bản không đủ xem. Bản hoa dung thấy hắc hoàng diệt thần châm cư nhiên xuyên thủng không tần trần trên thân thể thánh nguyên, không khỏi chấn động toàn thân, trên mặt càng thêm hiển hiện ra tàn nhẫn tiêu ý, đột nhiên hình thể khẽ động, cả người thân thể không hiểu hay biến mất, phía trước trống rỗng, một chút khí tức cũng không có. Vù vù, sau một khắc, bản hoa dung liền hiện ra tại tần trần sau đầu, hóa thành một chuôi đen kịt thông thiên chiến đao, phủ đầu chém xuống tới. Hắn tự nhiên thân hóa vũ khí, lấy thân là chạm, bài trừ trở ngại, địch nhân công kích, này nhất đạo đen kịt chiến đao uy lực, thậm chí đạt đến thiên thánh chí bảo trình độ, uy lực kinh người, chiến đao trên, từng đạo kinh thiên phù văn vận chuyển, tràn ngập minh mông khí tức hủy diệt, đồng thời có một loại cắt tất cả không hiểu khí cơ chảm xuống trong cư nhiên đem tần trần hoang cổ chi khí như là đậu vũ một dạng cắt ra hóa binh thần quyết luyện ngục ma đao mọi người thấy bản hoa dung thủ đoạn đều là thất kinh nghĩ không ra bản hoa dung vậy mà luyện thành chúng ta thiên công tác cấp cao nhất hóa binh thần quyết thần thông lấy thân hóa binh không đâu địch nổi môn thần thông này tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân thiên hạ cao cấp nhất thành binh đủ để tan vỡ tất cả hữu hình vô hình tồn tại nghe đồn cửa này hóa binh thần quyết chính là chúng ta thiên công tác phiến cổ một cái cường giả lưu truyền tới nay, có đủ tu luyện thành công người, cơ hồ không có mấy cái. Luyện ngục ma đao, đây đã là Hóa Binh Thần Quyết tiểu thành tình trạng. Hóa Binh Thần Quyết, Chu Vũ Thánh cùng thiên công tác đệ tử tất cả đều lộ ra vẻ mặt, ánh mắt lay động, thật sâu hiểu rõ môn thần thông này chỗ đáng sợ. Chương 2967, bất phân thắng bại. Bản hoa dung cái môn này Hóa Binh Thần Quyết đòn sát thủ thi triển ra, đủ để trọng thương bá chủ cao thủ, này tần Trần phải bị thua thiệt. Thiên Sơn Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Triệu Lương Hàn, Nhân Vương Phủ Thiên Công Tác Đại Sư Huynh Chỉ Văn Mẫn cùng đỉnh cấp cao thủ đều là âm thầm gật đầu, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, hiểu rõ Tần Trần phải xui xẻo, đồng thời âm thầm tính toán, nếu như mình gặp phải hóa binh thần quyết hẳn là làm sao ngăn cản. Thế nhưng, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, Tần Trần xoay người lại, thủ trưởng khẽ động, khe khẽ chém một cái, cong. Trường Duyên tự chém ở luyện ngục ma đao trên, luyện ngục ma đao bị một trường bổ tới, phía trên hắc khí tăng vọt, phù văn rung động, phát ra gào thét tiếng, giống như không chịu nổi lực lượng, lăn lăn lộn lộn liên tiếp bay ngược hơn một nghìn trượng khoảng cách, lúc này mới dừng lại, trên không trung lại lần nữa ngưng tụ trở thành bản hoa dung hình thể tới. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản hoa dung sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đến, ánh mắt nhìn tần trần, không thể tưởng tượng nổi tâm tình thật sâu hiện ra tại trong con mắt, bất quá sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi tâm tình liền biến thành cừu hận cùng trả thù, người trẻ tuổi, người làm tức giận ta, sau đó tựu chân chính chỉ có một con đường chết chẳng những là ngươi còn có các ngươi quảng hàn phủ thiên công tác tất cả mọi người muốn bị ta giết chết ngươi tựu cam chịu số phận đi thân thể lay động một cái từng cổ một hóa binh thần quyết khí tức từ trên người hắn phát ra này thần quyết lập lòe bản hoa dung trong thân thể toát ra các loại khí tức đến đột nhiên giữa tựu hóa thành một thanh ma thương ma thương khuấy động hóa thành ma long hướng tần trần một thương chui vào âm ầm một thương này đâm ra hư không đều bị kém điểm đâm bạo Từng đạo đen kịt sóng gợn theo trên mũi thương tràn ngập ra, trong hư không toàn bộ hữu hình vô hình tồn tại đều không ngừng hủy diệt. Một thương này, không thể địch nổi, Phảng Phất Thiên Thần đâm ra bản thân tức giận một thương, muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng Tần Trần Y Nguyên vẫn không nhúc nhích, thủ trưởng chỗ sâu, từng đạo khí tức hủy diệt từ trên người hắn toát ra, tạo thành từng đạo kiếm khí, những kiếm khí này, cổ xưa thâm trầm, cũng không có gì kinh thiên khí thế, thế nhưng mỗi một đạo kiếm khí chém ở trường thương màu đen trên, liền đem thanh trường thương kia đánh kịch liệt rung động phía trên vô số phù văn, lực lượng, đều vỡ ra. Nay tần trần lại lợi hại như thế, ngăn cản được hóa binh thần quyết, đây là thần thông gì, giống như là một loại kiếm đạo thần thông, toát ra như vậy lực lượng hủy diệt, chẳng lẽ tần trần là một gã kiếm khách? Không phải nói tần trần thân thể phòng ngự rất mạnh, đồng thời có cường đại thiên hỏa lực sao? Làm sao không gặp hắn thi triển ra? Mọi người thấy tần trần một lần nữa ngăn trở bản hoa dung công kích, từng cái tất cả đều càng thêm khiếp sợ. Lúc này, bản hoa dung hóa binh thần quyết, cũng bắt đầu toàn lực thi triển, biến hóa giữa, tức khắc, trong hư không diễn hóa ra vô số thần binh, những thứ này thần binh, hóa thành vô hạn hư ảnh, có các loại hình dạng, đao thương kiếm kích, các kiểu kỹ năng, liên tiếp xuất hiện, vô số vũ khí biến hóa trong, đều ẩn chứa trí cao khí tức, toàn bộ phế tích bảo địa hư không cũng bắt đầu ù ù run rẩy, giống như một cái thần binh đại quân đang điều động. Tự liền trước cùng bản hoa dung giao thủ bá chủ yêu thú ác thú ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt, trước bản hoa dung xuất thủ, căn bản không có thi triển ra kinh khủng như vậy thần thông đến, bằng không, nó càng thêm khó có thể ngăn cản. Này nhân loại, chẳng lẽ biến thái như vậy sao? Trùng trùng điệp điệp thần binh, hóa thành thần binh đại quân, chút xuống hướng tần trần, nhưng tần trần thần sắc không thay đổi, hắn thậm chí không có thi triển ra thần thông gì đến, chỉ là thân thể tại trong hư không liên tục lập lòe, là không gian chi đạo, sau đó bàn tay trong không ngừng nổ bắn ra hủy diệt kiếm khí, ở trong không khí chạy, đồng thời từng đạo chân long khí tức, còn quấn tần trần, đem vô số vũ khí đều cho đánh văng ra. Bất phân thắng bại A, này tần trần cư nhiên thật ngăn trở bản hoa dung sư huynh công kích tam đại phủ đệ thiên công tác rất nhiều cao thủ đều lộ ra vẻ mặt đến khó trách chu vũ thánh muốn dốc hết sức bảo vệ tần trần cũng khó trách này tần trần có thể đánh bại hạng vô địch người này cư nhiên có thực lực như thế liền bản hoa dung sư huynh nhất thời cũng đều bắt không được hắn bất phân thắng bại chu vũ thánh cười khổ một tiếng mạo ý tư thanh đám người trên mặt càng là lộ ra cười nhạt nhưng là lại không nói câu nào Bọn họ hiểu rõ tần trần đây là đang cùng bản hoa dung làm trò chơi, căn bản liền một thành thực lực cũng không có thi triển ra. Không chung bản hoa dung đem Hóa Binh Thần Quyết thi triển đến tận cùng, một cổ thánh nguyên mạnh mẽ mà phát, tựa hồ là theo trong hư không đưa tới vô số thượng cổ thần binh khí linh, mãn không đều là hắn biến thành vũ khí cái bóng. Ha ha ha, ngươi chỉ có chống đỡ lực, đây không có tác dụng, bởi vì ngươi chỉ có thể không ngừng ngăn cản, mà ta Hóa Binh Thần Quyết, ở mọi chỗ, chỉ cần bị ta nắm lấy cơ hội, sớm muộn gì ngươi sẽ ngã xuống, khó thoát khỏi cái chết bản hoa dung thanh âm lãnh khốc không gì sánh được khắp nơi hiển hiện ra âm lãnh sát khí thật sao tần trần phát ra thong thả thanh âm vô luận trên bầu trời vũ khí bao nhiêu mãnh liệt hắn đều có thể dùng hủy diệt kiếm khí hóa giải ta đây là đang cùng ngươi chơi ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao ngươi hóa bình thần quyết ta hiện tại đã triệt để quen thuộc suy tính ra mới vừa cùng ngươi tranh đấu thời gian dài như vậy chính là vì suy tính ngươi môn thần thông này bí ẩn ngươi coi là thật còn tưởng rằng thực lực ta tự ngừng ở đây tần trần cười lạnh hắn sở dĩ cùng bản hoa dung chiến đấu lâu như vậy, thật là ở thôi diễn đối phương thần thông thần bí, bởi vì này hóa binh thần quyết xác định hết sức khác lạ, khó thể đo lường uy lực, nhưng đáng tiếc này bản hoa dung căn bản là không có cách thi triển ra, hôm nay đang thi triển bổ thiên chi thuật dưới tình huống, trong chốc lát tần trần tựu đã hoàn toàn bắt được này hóa binh thần quyết thần bí. Âm âm, tần trần trong thân thể, khởi nguyên chi thư trong, một phần hóa binh thần quyết văn minh trang sách, chậm rãi tạo thành. Lại một cái văn minh, một cái trang sách, ban nãy, nếu không phải là uẩn nhướng văn minh bí ẩn, tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, cảm ngộ này hóa binh thần quyết áo nghĩa, Tần Trần đã sớm đem bản hoa dung kích sát, cái nào dùng lâu như vậy. Hiện tại theo cảm ngộ trong trạng thái giải thoát đi ra, hắn cũng liền không lưu tay nữa. Ầm, um, đang lúc nói chuyện, Tần Trần khí tức đột nhiên biến sắc, như một tòa núi cao, đất phẳng rút lên, như nhất đạo sóng lớn, bao phủ đại lục, trong thân thể, từng đạo hắc ám bạo giao long chân long khí tức phóng lên cao, xung quanh quét ngang, trực tiếp vọt một cái, tức khắc, vô biên tình khí bạo tạc, hóa binh thần quyết chỗ biến hóa ra đầy trời thần binh cuối cùng xem nổ tung sụp đổ tần trần ngay sau đó đấm ra một quyền khởi nguyên thần quyền một tiếng ầm vang toàn bộ vũ khí hư ảnh đều biến mất sau cùng ngưng tụ thành nhất đạo nhếch nhác bóng người bản hoa dung toàn thân đều bạo tạc y phục bị chấn đều phá thành mảnh nhỏ toàn bộ vô cùng chật vật cả người bắn ra tiên huyết cả người hung hăng té xuống trong miệng không ngừng cuồng phún lấy tiên huyết bản thân bị trọng thương cái gì bản hoa dung sư huynh cư nhiên bại làm sao có thể thất bại một chiêu tựu bại trận ban nãy tần trần rõ là cùng hắn đang đùa chờ chân chính phát huy một chiêu tựu đánh tan tất cả mọi người quá sợ hãi không đội trời chung bản hoa dung khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn trên thân một cổ ma quỷ khí tức bốc hơi lên đi ra vô biên oán niệm phóng lên cao ngay trước nhiều người như vậy mặt bị nhục nhã hắn chịu không được đột nhiên thoáng cái liều mạng cả người lại lần nữa nhảy trên không trung hóa thành một lần đen kịt liệt nhật phía trên ánh sáng màu đen khắp nơi lập lòe bộc phát ra hóa binh thần quyết kinh khủng nhất áo nghĩa chương 2968, âm dương bảo luân. Luyện binh chi luân, giống to một tiếng, bản hoa dung hóa thành nhất đạo hắc sắc binh luân, trực tiếp nghiền ép tới, khí thức một tầng một tầng, đem không gian toàn bộ đều nghiền nát. Tần trần bước ra một bước, thân thể hoang cổ chi khí vận chuyển, trong lòng bàn tay, vậy mà cũng hóa thành một cái đen kịt binh luân, này binh luân, khí thức so bản hoa dung bản thể biến hóa ra binh luân còn kinh khủng hơn, giống như tử thần liêm đao một kích chém ra, một tiếng ầm vang, trực tiếp thì liền tại luyện binh chi luân trên. A, à, bản hoa dung lại lần nữa hét thảm một tiếng luyện binh chi luân bạo tạc hắc khí khắp nơi bao phủ sau đó ở đó trong hắc khí một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp tung hoành lên sẽ chạy khỏi nơi này muốn chạy bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ tần trần phất ống tay áo một cái không gian ngưng kết toàn bộ chạy tứ tán hắc khí toàn bộ đều hướng xung quanh ngưng tụ sau đó bước chân hắn về phía trước lại lần nữa đạp một cái hắc khí ngưng tụ bị hắn đạp ở chân bản hoa dung thân thể lần thứ hai hiển hiện ra, nằm dạp trên mặt đất mặt, bị tần trần một cước đạp ở trên đầu, hung hăng rậm trên, vô cùng thê thảm, nhục nhã phải quả thực là muốn tự sát. Cái gì, bản hoa dung sư huynh bị dẫm đạp dưới chân, đây là ta con mắt hoa sao, làm sao có thể, đây nhất định không phải thật sự, tần trần vậy mà cũng thi triển ra hóa binh thần quyết, hóa binh thần quyết, là ta huyết dương phủ thiên công tác bí thuật, là ta huyết dương phủ thiên công tác bộ trưởng theo một cái trong di tích lấy được, quảng hàn phủ thiên công tác căn bản không khả năng có, hắn làm sao sẽ nắm giữ? Ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Tần Trần trước cùng bản hoa dung sư huynh giao thủ lâu như vậy, chính là vì cảm ngộ bản hoa dung sư huynh hóa binh thần quyết. Này hóa binh thần quyết là này Tần Trần theo bản hoa dung sư huynh trên thân nắm giữ biết. Không có khả năng, điều này sao có thể là thật? Hóa binh thần quyết là đỉnh cấp thần thông, coi như là người ta tiêu hao một vạn cái thiên giới năm cũng không khả năng nắm giữ. Tần Trần làm sao có thể tại trong nháy mắt tự cảm ngộ suốt thần thông kỳ ảo, đem nắm giữ? Ta lão thiên, Mặc kệ Tần Trần là từ nơi nào nắm giữ, hắn hiện tại cư nhiên đem bản Hoa Dung Sư huynh dẫm ở trước mắt, bản Hoa Dung Sư huynh chính là cái thế thánh tử, thế nhưng bây giờ lại bị trực tiếp đạp đạp, tôn nghiêm mất hết, đây quả thực là coi trời bằng vung, này Tần Trần đến là ai? Đây mà vẫn còn là người ư? Người làm sao có thể có như vậy thủ đoạn? Tam đại thánh chủ phủ Thiên Công tác chúng thánh tử thấy một màn này, đều nhất tề lui lại, mang trên mặt vạn phần vẻ sợ hãi, không thể tin được bản thân con mắt, đều hết sức muốn xem càng rõ ràng hơn một ít ước chừng mấy hô hấp sau, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, rõ ràng chứng kiến, bản hoa dung bị tần trần dùng hắn tuyệt kỹ thành danh hóa binh thần quyết một chiêu đánh bại, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, trực tiếp giẫm đạp dưới chân, thì giống như một cái tên khất cái. Xúc Phật, bản hoa dung đầu bị tần trần một cước đạp đạp ở, ánh mắt của hắn chỉ có thể chứng kiến đối phương dày, bất quá lại cảm giác được rất nhiều rất nhiều người ánh mắt, lập tức vô biên nhục nhã theo trong lòng phát lên, quả thực làm cho hắn phát điên hơn, ngươi lại dám đem bản vả dẫm đạp dưới chân, ngươi, ngươi song trứng bản tọa nhất định phải đem ngươi tỏa cốt xương hôi hóa thành cho tàn xác xác tần trần trực tiếp dùng sức đem hắn đầu thoáng cái đạp bẹp kinh khủng hoang cổ chi khí chân áp xuống thật lớn đau đớn làm cho bản hoa rung lại lần nữa thống khổ hét thảm lên hắn mãnh liệt giấy giụa đầu lại lần nữa ngưng tụ thành hình khuôn mặt giống như nát phụn dưa hấu diện mục đều vặn vẹo đến hắn tình trạng này chỉ cần thân thể không trực tiếp bị đánh bạo thì có khả năng lại lần nữa ngưng tụ nhưng vô dụng tại tần trần hoang cổ chi khí trấn áp xuống hắn căn bản chạy trốn không ra thân thể liên tục vặn vẹo nhảy lên cũng là căn bản không tránh thoát tới tần trần hoang cổ chi khí chấn áp phản cổ chân đem hắn gắt gao đạp đạp ở mặc kệ bản hoa dung thi triển cái gì không gian thủ đoạn chạy thoát thân thủ đoạn đều bị gắt gao khắc chế không thể động đậy tần trần chân thì giống như thiên giới trấn giới trụ phát ra lực lượng đủ để chấn thiên phong mà dường như một vị thần vương chuyển thế bản hoa dung đây chính là người kiêu ngạo vốn liếng tỏa cốt dương hôi bản thiếu nhìn ngươi làm sao đem ta tỏa cốt xương hôi. Tại bản thiếu trong mắt, người bất quá là một con run dế, cũng ở đó cản dỡ, quả thực hành động liều lĩnh. Tần trần cao cao tại thượng nhìn bản hoa dung, cười lạnh nói. a à, bản hoa dung kịch liệt dẫy ruộng, cảm thụ được vô biên sỉ nhục. Đáng chết, chứng kiến bản hoa dung lọt vào như vậy nhục nhã, thiên sơn phủ thiên công tác lãnh tụ thánh tử triệu lương hàn rốt cục chịu đựng không nổi. Hắn đang cùng chỉ văn mẫn cùng ác thú giao thủ, đột nhiên, thân thể lóe lên, vậy mà biến mất ở chiến trường, sau một khắc, cả người tựu đột nhiên xuất hiện sau lưng tần trần, đột nhiên, hung hãn xuất thủ, một chiêu đánh ra, ý niệm gào thét, sinh tử hoàn chuyển, âm dương bảo luân. Một chiêu này, là đánh lén, vô thanh vô tức trong xuất thủ, đến tần trần sau lưng mới bộc phát ra, tại hắn quyền kình trong, trong nháy mắt tự lóe ra tới một cái sinh tử luân chuyển âm dương đại đạo bàn, này nhất đạo bảo luân, ẩn chứa sinh tử khí tức chuyển hai màu thái cực xoay tròn một đen một trắng trong nháy mắt tự bộc phát ra quỷ thần khó lường sinh tử khí tức đây âm dương bảo luân thiên thánh Chí bảo, kết hợp với triệu lương hàn bản thân lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức, kinh thiên động địa, thì giống như tử thần cùng sinh mệnh thần trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía hạ giới truyền đạo. Âm dương luân chuyển, sinh tử biến ảo khí tức, làm cho tất cả mọi người giận cả tóc gáy, cảm giác được tử vong đã tới. Một chiêu này, hết sức đột ngột, mọi người còn không có phản ứng kịp liền thấy triệu lương hàn huy động ra âm dương bảo luân một tiếng ẩm vang trực tiếp đánh vào tần trần trên lưng ha ha thành công tiểu tử thối Triệu Bản Tỏa Âm Dương Bảo Luân một kích, người không chết cũng muốn trọng thương. Triệu Lương Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ha ha cười nói, hắn thôi động Âm Dương Bảo Luân, sẽ một kích đem Tần Trần oanh bạo, nhưng lại tại hắn toàn lực thôi động Âm Dương Bảo Luân thời gian, cũng cảm giác được bản thân Âm Dương Bảo Luân, giống như lún vào đến một cái cứng rắn thể rắn trong, không giống như là chém vào thân thể, mà như là bị một tòa thái cổ thần sơn kẹp lại, cư nhiên không thể động đậy. Sau đó hắn tự khiếp sợ chứng kiến, Tần Trần sau lưng hoang cổ chi khí bao phủ, diễn hóa làm hắc sắc cửa thủ, lại đem âm dương bảo luân gắt gao kẹp lấy, mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều vẫn không nhúc nhích. Làm sao có thể, trong lòng hắn cả kinh, vừa mới chuẩn bị lại ra tay nữa, đột nhiên, tần trần đỉnh đầu, một tòa thất sắc bảo tháp xuất hiện, ầm ầm, bảo tháp trên, có nhất đạo tử sắc cung điện, đúng là thất bảo lưu ly tháp cùng tử tiêu đâu xuất cung, tử tiêu đâu xuất cung trong, hỏa diễm nở rộ bao phủ ở âm dương bảo luân cư nhiên cứ như vậy bắt đầu luyện hóa lên này âm dương bảo luân ở trên khí tức tới mà thất bảo lưu ly tháp trong càng là trực tiếp bộc phát ra một đoàn liệt nhật quang huy tản mát ra phiến minh mông hỏa diễm hỏa diễm này như là vô số hỏa diễm đóa hoa hạ xuống hóa thành hỏa diễm chi hải chợt chiếu xuống triệu lương hàn trên thân chương 2969, không thể địch a à, triệu lương hàn toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm từng cổ một từ muội chân hỏa còn kèm theo thanh liên yêu hỏa âm dương hồn hỏa u không băng diễm cùng đại nhật kim diễm dung hợp vào một chỗ bao quanh thân thể hắn hung hăng thiêu đốt luyện hóa hắn đột nhiên phát ra một chiêu sinh tử hoàn chuyển, âm dương bảo luân chẳng những không có đối tần trần tạo thành thương tổn, ngược lại bị tần trần tóm lấy thánh bảo, đồng thời phóng xuất ra lực hỏa diễm, dọc theo sinh tử chi lực phản kích tới, toàn thân đều bị hỏa diễm nhiễm, đốt tiếng kêu rên liên hồi. Triệu Lương Hàn trong tiếng kêu thảm, xông vào Thiên Sơn phủ Thiên công tác thánh tử trong đám người, những thánh tử đó né tránh không kịp, bị Triệu Lương Hàn trên thân hỏa diễm sơ qua thoáng cái nhiễm đến, tức khắc mọi người đều biến thành từ căn thiêu đốt ngọn lửa. Hỏa diễm này vẫn có thể lây truyền, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần Hỏa Diễm, từ lâu tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trong không ngừng thăng cấp, uy lực kinh người, đặc biệt âm dương hồn hỏa, tác dụng linh hồn, dung nhập khởi nguyên chi thư trong Hỏa Văn Minh, đủ để luyện hóa bất luận cái gì thiên thánh cao thủ cấp bậc. Lần này lây truyền, mọi người đều hóa thành hỏa diễm người, thống khổ kêu rên. Đây là hỏa diễm gì? À, xúc vật, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không tốt hỏa diễm này quá mạnh, mau tới người, giúp ta đem hỏa diễm dập tắt. Nhanh, nhanh, liên thủ thi triển thủy chi đạo, băng chi đạo, dập tắt hỏa diễm này. Tam đại thánh chủ phủ thiên công tác đệ tử thấy như vậy một màn, mỗi một người đều quá sợ hãi, bất quá dù sao đều là từng va chạm xã hội nhân vật, lập tức liên thủ, từng cái điên cuồng hét lên lên tiếng, bay lên trên cao, các loại thần thông thi triển. Yên vũ chi đạo, đại hải vô lượng, băng tuyết liên thiên, nhuận vật tế vô thanh, các loại nước thần thông thi triển ra, thiên địa giữa, tức khắc hiện ra vô số hơi nước đại đạo, hạt mưa cam lộ, đem hỏa thế dần dần áp chế xuống, qua một lúc lâu, những đệ tử này mới tiêu diệt hỏa thế, bất qua tuyệt đại đa số bị nhiễm phải hỏa diễm người, cuối cùng mỗi cái toàn thân cháy đen, nằm trên đất, hấp hối, trong một ít tu vi yếu kém, thậm chí đều nhanh hóa thành than cốc, hơn phân nửa cái mạng đều không còn. Mà Triệu Lương Hàn là hỏa diễm đầu nguồn, đã sớm thi triển thần thông, đem hỏa diễm dập tắt, nhưng cũng là vô cùng chật vật, tóc dài đầy đầu đều đốt không, trên mặt đen kịt một màu, liền lông mi cũng không trông thấy, kinh sợ nhìn tần trần. Trong cơ thể hắn đã ngưng tụ bá chủ chi khí, thiên thánh hậu kỳ thánh nguyên, thế nhưng trước bị hỏa diễm này đốt một cái, lại có một loại không cách nào áp chế cảm giác, thậm chí ngay cả toàn thân hắn thánh nguyên đều kịch liệt bốc cháy lên, nếu như không có hắn quyết định thật nhanh, thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, cưỡng ép thôi động bá chủ lực cùng khó lường thần thông, đem hỏa diễm này kịp thời dập tắt, có lẽ hậu quả khó mà lường được. Chỉ là thi triển ra hỏa diễm, để bản thân chật vật như vậy, Triệu Lương Hàn trong lòng kinh sợ, có thể nghĩ. Hừ đánh lén bản thiếu. Bản thiếu lần này chỉ là cho các người một bài học, để cho các người hiểu rõ, cái gì có thể đắc tội, cái gì không thể đắc tội, là một cái phế vật, cùng bản thiếu đối nghịch, các người đây tự tìm đường chết. Tần Trần một chân đạp bản hoa dung, đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua, để ở trận tam đại thánh chủ phủ thiên công tác thánh tử chúng thánh nữ từng cái rợn cả tóc gáy, tâm phát rét. Những cao thủ này, tất cả đều khiếp sợ dại ra ở, thậm chí ngay cả ác thú, cũng đều xuất lĩnh đại quân yêu thú, dừng lại giao thủ, lui ở một bên, khiếp sợ nhìn tần trần đại phát thần uy có một ít kinh nghi bất định bản hoa dung cùng triệu lương hàn thực lực nó cực kỳ rõ ràng ba đại cao thủ liên thủ kém điểm đưa nó vây giết ở chỗ này thế nhưng tại đây mới tới nhân tộc đệ tử trong tay tam quyền lưỡng cước đều bị đánh bại đồng thời vô cùng chật vật để cho ác thú trong lòng làm sao không kinh sợ nó trước tại sao huyệt thánh mạch trong đột phá bá chủ cảnh giới kết quả bị bản hoa dung đám người bày đại trận đánh lén tuy là cưỡng ép đột phá thành công nhưng là vì vậy bản thân bị trọng thương Hiện tại cảm thụ được tần trần cường đại, tâm ngay lập tức sẽ hiện ra đến sợ hãi. Cái này nhân loại không thể địch, mà kinh hãi nhất, vẫn là hạng vô địch, không khỏi mặt như màu đất, liên tiếp lui về phía sau. Hắn chính là rất sợ Tần Trần tìm kiếm mình phiền toái, sở dĩ tiến nhập thí luyện chi địa phía sau, trước tiên tìm được mặt khác thế lực thiên công tác đệ tử trong muốn tìm kiếm che chở, tìm Tần Trần báo thù, nhưng nghĩ không ra cư nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, Tần Trần triển lộ ra thực lực so với ban đầu ở thiên công tác trong trấn áp hắn thời gian, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hạng vô địch trong lòng oán hận đố kỵ không gì sánh được. Triệu huynh, người không sao chứ? Ác thú xuất lĩnh đại quân yêu thú vừa lui, nhân vương phủ thiên công tác đại sư huynh chỉ văn mẫn liền dẫn rất nhiều đệ tử bay đi tới, cùng triệu lương hàn song song cùng một chỗ, thánh nguyên giữa lẫn nhau câu thông, đáng sợ trận quang đã bao phủ ở tần trần một đám người. Ta không sao, người này, quỷ dị, nhất thiết phải cẩn thận. Triệu lương hàn ăn vào một cái chữa thương đan, thương thế trên người tức khắc thần tốc chữa trị lên, ánh mắt tức giận băng lãnh nhìn tần trần. Cùng lúc đó, tam đại thánh chủ phủ chúng thánh tử, cũng tất cả đều hành động, hóa thành phiến tuyệt thiên đại trận, liên hợp lại, bao phủ ở tần trần đoàn người. Tam đại thánh chủ phủ thiên công tác thánh tử số lượng, rất là nhiều, với lại bọn chúng đều là đỉnh cấp cao thủ, như hạng vô địch, đạo chính chỉ một dạng, còn có cùng loại từ duyệt cùng đỉnh cấp cao thủ, nửa bước bá chủ cao thủ thì có không ít, những người này trước liên thủ đối kháng đại quân yêu thú, hiện tại liên thủ, tạo thành đại trận khí tức, ngay lập tức sẽ biến phải không gì sánh được thâm thúy, giống như một ngôi thần sơn, áp xuống. Vì có thể đủ tại thiên giới thí luyện chi địa hoành hành, những thứ này thánh tử trên thân, đều bày trận bàn cùng trận văn, mỗi người cũng là lớn trận một cái trận điểm, liên thủ uy lực, có đủ diệt sát bá chủ cấp cao thủ. Này cũng là bọn hắn trước có đủ đánh lén ác thú đại quân thành công tức chỗ. Lúc này, Triệu Lương Hàn, chỉ văn mẫn biết được tần trần kinh khủng, ngay lập tức sẽ động tâm, chuẩn bị lợi dụng này thánh tử đại trận, trấn áp tần trần. Tần Trần ánh mắt đột nhiên thoáng cái bắn phá qua đây. Tần Trần, người không muốn kiêu ngạo, người đã ở vào chúng ta Tam Đại Thiên Công tác chúng thánh tử phong thần đại trận trong, dung không được ngươi dương oai, chẳng lẽ ngươi cho là bằng ngươi lực một người có đủ chống lại chúng ta Tam Đại Thiên Công tác toàn bộ thánh tử? Mau mau đem Hoa huynh đem thả, bằng không nói, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Triệu Lương Hàn quát, Tần Trần, người chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Tam Đại Thiên Công tác toàn diện khai chiến? Nói cho người biết, người thân là Thiên Công tác đệ tử, lại đối với chúng ta đồng môn hành động, chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền quay lại tổng bộ, người khó thoát khỏi cái chết, Quảng Hàn Phủ Thiên công tác bộ trưởng Diệu Quang Thánh chủ đại nhân cũng không cứu được ngươi, thậm chí thế lực của ngươi, gia tộc ngươi, ngươi tất cả cũng sẽ bị Thiên công tác mạt trừ, còn có này Quảng Hàn Phủ, Thiên Diễn Tông cùng các người cũng sẽ bị ngươi liền mệt, tất cả đều phải chết. Chỉ văn mẫn cũng gầm lên lên, thôi động thánh nguyên, mọi người cuối cùng xuống cảm giác được hít thở không thông, không gian ngưng động. Chương 2970, rút đi bổn nguyên. Chu Vũ Thánh, chẳng lẽ ngươi muốn cho này Tần Trần một mực không chịu giác ngộ xuống dưới? Ngươi là Quảng Hàn phủ Thiên công tác đại sư huynh, ngươi cũng khó trốn trách nhiệm. Chư vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi mau mau thôi động trên thân trận bàn, cùng chúng ta Thánh Nguyên câu thông, linh thủ trấn áp cái này. Triệu Lương Hàn lần thứ hai giống to, ầm ầm, Tam đại thánh chủ phủ Thiên công tác chúng thánh tử bộc phát ra khí tức, như là đại dương minh mông, làm cho Quảng Hàn phủ người liên tục đều biến sắc, liền úy tư thanh, khúc cao phong, quyền mộ liễu mấy người khí sắc đều có một ít khó coi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu năm nay, không sợ chết người thật nhiều, tần trần cười lạnh một tiếng, đừng nói các ngươi tam đại thiên công tác thánh tử cùng nhau liên thủ, coi như là nhiều hơn nữa thánh tử, thế lực liên hợp, cũng không đủ ta chém giết. Đúng, triệu lương hàn, mới vừa rồi là người đối với bản tọa xuất thủ, thì triển ra cái gì âm dương bảo luân, đánh lén bản thiếu sao. Hiện tại, bản thiếu tự thì thu ngươi âm dương bảo luân, coi như trừng phạt. Còn có này bản hoa dung, phạm bản thiếu kiêng kỵ, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bất quá bản thiếu nể tình hắn là thiên công tác đồng môn phân thượng, thì thu lấy đi hắn thần thông, luyện hóa hắn bổn nguyên, làm cho hắn nữa không dũng khí tại bản thiếu phía trước kiêu ngạo. Đang lúc nói chuyện, tần trần thủ trưởng vung lên, chợt thôi động từ tiêu đâu xuất cung, tức khắc, kinh khủng hỏa diễm bao phủ, tần trần trong bí mật thôi động bổ thiên chi thuật, bị tần trần tóm lấy âm dương bảo luân không ngừng rung động, Triệu Lương Hàn ở lại trong lạc ấn, khí tức điên cuồng bị luyện hóa, làm cho Triệu Lương Hàn từ từ mất đi đối âm dương bảo luân khống chế. Tần Trần một chân đạp bản hoa dung, hai tay dũng động, sinh sinh nắm này âm dương bảo luân, nguyên khí dũng động trong, trực tiếp phá hủy bên trong toàn bộ lạc ấn cùng trận pháp hạch tâm. A, à, Triệu Lương Hàn kêu thảm một tiếng, hắn ở lại âm dương bảo luân trong linh hồn lạc ấn, bị Tần Trần thoáng cái đánh tan, toàn bộ thất khiếu đều chảy ra máu, thống khổ gào thét. Tần Trần, người cũng dám cướp đi bản tọa âm dương bảo luân triệu lương hàn điên cuồng gầm rú này âm dương bảo luân là hắn bản mạng thánh bảo hôm nay thoáng cái mất đi thể xác và tinh thần tổn hao nhiều khí tức yếu bớt tần trần cười lạnh một tiếng không để ý chút nào sau đó lại là nắm vào trong hư không một cái một cơn lốc xoáy xuất hiện bản hoa dung thân thể căng thẳng cư nhiên bay lên phóng hướng trong lòng bàn tay của hắn dừng tay triệu lương hàn chỉ văn mẫn hai người đồng thời xuất thủ hướng về phía tần trần tiến hành công kích ý đồ đem bản hoa dung giải cứu được chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang, Tần Trần lắc đầu, phân biệt đánh ra hai quyền, tức khắc hai đạo nộ long tựa như quyền uy xông tới ra ngoài, đem hai người bức bách phải liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn, căn bản vào không được Tần Trần thân. Tất cả mọi người nghe lệnh, khởi động phong thần đại trận. Triệu Lương Hàn cùng Chỉ Văn Mẫn là vừa sợ vừa giật, giống to lên tiếng, tức khắc Tam đại thiên công tác thánh tử thánh nữ đồng loạt ra tay, kinh khủng trận quang lực oanh nhiễu, muốn chân áp tần trần. Hừ, chư vị, có phải hay không các người đem chúng ta quên? Quảng Hàn phủ người nghe lệnh, kết trận, bí Tư Thanh quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt, Quảng Hàn phủ cao thủ từng cái lược động, đã sớm vô cùng thành thạo, hóa thành đại trận, đồng loạt ra tay. Ai, Chu Vũ Thánh lắc đầu, sau đó ánh mắt biến phải kiên quyết lên, cũng nhún người nhảy lên, trong đại trận. Ha ha, cùng lúc đó, cười to tiếng vang lên, khúc cao phong cùng quyền mộ liếu cũng động, từng cái bay đi lên, kết thành đại trận, ầm ầm, hai cổ thế lực kinh khủng trận quang va chạm, tức khắc bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Cái gì, lại bị ngăn trở, Triệu Lương Hàn cùng Chỉ Văn Mẫn cảm thụ được bên mình đại trận. Cư nhiên bị Uy Tư Thanh đám người ngăn trở, từng cái rất là khiếp sợ. Bọn họ đại trận chính là phong thần đại trận, do Tam Đại Thiên Công Tác Thánh Tử chúng Thánh Nữ liên hợp cấu thành. Thiên Công Tác đệ tử bọn chúng đều là luyện khí đại sư, ở trên trận pháp có đặc biệt tạo nghệ. Vì vậy cấu tạo đi ra đại trận vượt xa thông thường cao thủ. Nhưng bây giờ cư nhiên bị Quảng Hàn phủ người ngăn cản, để cho bọn họ làm sao không kinh? Bọn họ cũng không biết Uy Tư Thanh bọn họ một đường đi đến, từng trải rất nhiều chiến đấu hơn nữa còn có tần trần chỉ điểm, liên hợp lại đại trận, uy lực cũng không so với kia phong thần đại trận yếu nhược, thậm chí tại phương diện chiến đấu, còn phải mạnh hơn một chút, bằng không tần trần cũng sẽ không mang theo nhóm người này đi tìm thần chiếu thánh tử, nếu như mọi người không chút thủ đoạn, vậy căn bản chính là dẫn đi chịu chết. Chứng kiến quảng hàn phủ người xuất thủ, tần trần cũng không mở miệng, chỉ là khoát tay, rắc rắc một tiếng, bản hoa dung bay tới, đã bị tần trần nắm cổ, giống như dẫn theo một con gà dường như nhắc tới, trong cổ họng phát ra lạc 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 thanh âm huyết dương phủ thiên công tác đại sư huynh bản hoa dung trước còn kiêu ngạo bá đạo đối tần trần liên tục xem thường thế nhưng hôm nay bị tần trần dẫm ở chân lại nắm cổ nói ở trong tay giấy ruộ liên tục không thể không khiến người ta cảm thấy trái ngược thật lớn tần trần người dám động bản hoa dung một cọng tóc gáy thiên công tác sẽ không bỏ qua cho ngươi triệu lương hàn chỉ văn mẫn vừa kinh vừa sợ giống giận đồng thời nhìn về phía chu vũ thánh giận dữ hết chu vũ thánh ngươi là muốn quảng hàn phủ thiên công tác bị xóa tên sao còn có các ngươi dám đối với chúng ta thiên công tác người động thủ, mau mau bắt tần trần, lấy, hướng chúng ta thứ tội, bằng không, quảng hàn phủ, thiên diễn tông, các đều bảo không được ngươi cửa, sẽ bị các ngươi mang đến đại tai họa. Triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn nhìn chằm chằm Ý tư thanh các nàng, vừa kinh vừa sợ. Đại tai hỏa, tần trần hừ lạnh một tiếng, lộ ra lạnh lùng nụ cười, các ngươi vẫn lo lắng mình một chút đi, bản hoa dung sau, tụ đến lượt các ngươi, một cái đều trốn không thoát. Tần huynh, chu vũ thánh vội vàng quát khẽ nói, không muốn hạ tử thủ, cho Tam đại thánh chủ phủ thiên công tác lưu một ít tình cảm, sau này tốt gặp lại, nếu không thì thật phiền phức. Cái này ta biết, Tần Trần nhe răng cười một tiếng, cười lạnh nói, ánh mắt u lạnh, ta không có giết chết bọn hắn, dù sao cũng là đồng môn nha, giết chết bọn hắn quá tiện nghi bọn họ, bản thiếu muốn cho bọn họ sống không bằng chết, đưa bọn họ thần thông, bổn nguyên, tất cả đều rút đi, thu nhận, để cho bọn họ trở thành một phế nhân. Tần Trần một tay chộp vào bản hoa dung trên đỉnh đầu, bản hoa dung khí sắc huyết hồng, giống như huyết dịch toàn thân đều bị rút đi gầm hét lên, a à. Tần Trần, người dám rút ra bản tọa thần thông, thiên công tác sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta huyết dương phủ bộ trưởng đại nhân, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Trần không động dung chút nào, thủ trưởng nhấc lên, ầm ầm, liền thấy vô tận hồng quang phóng lên cao, Tần Trần liền từ bản hoa dung đỉnh đầu trong, cứng rắn rút ra ra một cái cường đại thiên thánh bổn nguyên. Tức khắc, trong hư không, các loại bản nguyên khí tức bao phủ, còn có các loại thần thông, hóa thành một mỗi cái quả đấm lớn nhỏ phù văn, bị Tần Trần thoáng cái luyện nhập trong thân thể. A, à, bản hoa dung tức khắc kêu thê lương thảm thiết lên, trên thân khí tức nhanh chóng yếu bớt, theo có bá chủ lực cường giả cấp cao nhất, rơi xuống địa thánh, phàm thánh, thậm chí đến phàm nhân cảnh giới, bởi vì hắn trong cơ thể bổn nguyên đều bị Tần Trần rút đi, toàn bộ như là kém cỏi bóng cao su, trên thân khí tức không gì sánh được ủ rũ, thoáng cái tiêu nhiều xuống, không còn có nửa điểm thánh giả khí tức. Chương 2971, quỳ xuống nói. Ầm ầm, khí tức kinh khủng, thoáng cái tiến vào Tần Trần trong thân thể Tần Trần bắt đầu thôn về cảm ngộ này bản hoa dung bản nguyên khí tức, quy tắc chi lực, tức khác, Tần Trần trên thân lóe ra càng thêm thần bí thâm vi khí tức. Này bản hoa dung thân là huyết dương phủ thiên công tác đỉnh cấp thánh tử, tu vi tự nhiên phi phàm, trong cơ thể thậm chí đã ngưng luyện ra thiên thánh hậu kỳ bá chủ lực, như vậy một cổ quy tắc cùng khí tức, đối Tần Trần sau này đột phá thiên thánh hậu kỳ bá chủ tu vi, cũng sẽ có một ít trợ giúp to lớn. Bất quá, Tần Trần bây giờ đối với quy tắc, đại đạo cảm mộ quá sâu, này bản hoa dung lực lượng cũng chỉ là để cho tần trần có một ít lĩnh ngộ mà thôi. Nhiều quy tắc, lực lượng, đều lưu lại tại tần trần trong thân thể, cũng không có quá nhiều tác dụng. Những lực lượng này đối với ta mà nói, cũng không có quá nhiều công dụng, bất quá cũng không có thể như thế phí phạm. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần trần mắt sáng lên, nhìn về phía từ duyệt, thản nhiên nói, từ duyệt, này bản hoa dung bổn nguyên lực lượng, sẽ đưa cho ngươi. Ngón tay búng một cái, này lực lượng bản nguyên tựu bay ra ngoài, tiến nhập từ duyệt trong thân thể. Từ duyệt thân thể rung một cái, toàn thân y phục đều bay phất phới, như trong gió đại kỳ, một cổ như núi khí tức phát ra, thánh nguyên từng khúc tăng vọt. Bản hoa dung tu luyện võ đạo, là thiên công tác trong đỉnh cấp võ đạo tuyệt học, đánh vào từ duyệt trong cơ thể, sau khi luyện hóa dựa vào những thứ này thần thông, nàng liền có thể chống lại bá chủ cao thủ, càng mau vào hơn vào đến bá chủ cảnh giới. Được, người có thể lăn, lần này là xem ở cùng là thiên công tác đệ tử phân thượng, bằng không ta liền đem ngươi trực tiếp chém giết, để cho ngươi hình thần câu diệt thôn vệ hết bản hoa dung lực lượng tần trần thuận tay ném một cái chẳng khác nào cho chết đem bản hoa dung vung ra ầm um, bản hoa dung trong cơ thể lực lượng triệt để tiêu tán hoàn toàn trở thành một phế vật bị tần trần như thế vung lăn đất hồ lô một dạng tại mọi người dưới khí tức đứng lên cũng không nổi hắn tuy là không có chết nhưng trong cơ thể lực lượng hoàn toàn không có quả thực sống còn khó chịu hơn chết đại sư huynh huyết dương phủ rất nhiều thánh tử kinh hô một tiếng ào ào bay đi đi lên nâng dậy bản hoa dung cảm thụ được bản hoa dung trong cơ thể rỗng tuyết thánh nguyên khí tức, nội tâm đều bị một cổ thật sâu sợ hãi bao phủ. Hạng vô địch, người bây giờ còn trốn ở những người này phía sau. Thân là ta quảng hàn phủ thiên công tác đệ tử, lại phản bội thiên công tác, hãm hại ta các loại, lăn ra đây. Tần Trần vứt bỏ bản hoa dung, ánh mắt đảo qua, liền thấy rất nhiều thánh tử trong hạng vô địch tên bại hoại này, ánh mắt phát lạnh. Tần Trần, người đừng sằng bậy, ta là quảng hàn phủ hạng gia người, hơn nữa còn là thiên công tác đệ tử, người bây giờ phế bản hoa dung sư huynh, đã là tội ác tài trời, nếu như nữa động ta, kết quả sẽ càng thêm thê thảm. Hạng vô địch biến sắc, hoảng sợ nói ra, khí sắc trên vô cùng nhợt nhạt. Quỳ xuống nói, tần trần tay áo phất một cái, nhất đạo minh mông thánh nguyên chân áp mà xuống, hạng vô địch tức khắc bị tần trần lăng không nắm bắt qua đây, hắn cả người xương cốt liên tục rung động, điên cuồng chống lại, lại bất lực, hoàn toàn không lực phản kháng tần trần uy năng. Lúc trước tại Quảng Hàn Phủ Thiên công tác thời gian, hạng vô địch còn có thể cùng tần trần gọi nhịp, cuối cùng, Tần Trần thi triển ra thời gian quy tắc, mới đưa đánh bại, thế nhưng hiện tại, hạng vô địch tại thiên giới trong thí luyện thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng cùng Tần Trần tranh lệch, lại càng lúc càng lớn, không có đạo lý tính toán. Triệu sư huynh, Chỉ sư huynh, cứu ta, hạng vô địch hoảng sợ hô to, ý đồ nhận được triệu lương hàn cùng trì văn mẫn giúp đỡ, thế nhưng sắc mặt hai người u ám, lại không nói câu nào, mắt mở trừng trừng nhìn hạng vô địch bị cứng rắn nắm bắt tới, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, y phục trên người đều khắp nơi nát vụn. A, à hạng vô địch quỳ tại trước mặt mọi người mặt trướng đỏ trói hắn trước đây quỳ gối cửu dương thần huyền sơn ở trên thời gian tự từng âm thầm thề đời này đã không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào quỳ xuống không nghĩ tới lần này cư nhiên một lần nữa quỳ xuống với lại vẫn là quỳ gối tần trần phía trước quỳ tại dưới con mắt mọi người tần trần ta là hạng gia người người đối với ta như vậy hạng gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi thả qua ta ta đáp ứng từ đó không hề là địch hạng vô địch cảm thụ được khí thức tử vong giống giận cái gì hạng gia một cái bá chủ thế lực mà thôi người yên tâm cùng bản thiếu kết thúc thí luyện trở lại quảng hàn phủ người hạng gia nếu là dám tìm bản thiếu phiền toái bản thiếu trực tiếp đem người hạng gia đều cho diệt tần trần nói để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh nhược hàn thiền động tục tiêu diệt một cái bá chủ thế lực loại giọng nói này quả thực cuồng không có biên bất quá suy nghĩ một chút cũng phải tần trần liền huyết dương phủ thiên công tác đại sư huynh bản hoa dung cũng dám phế há lại sẽ e ngại một cái nho nhỏ bá chủ thế lực người này lòng người trong âm hàn gây chuyện khắp nơi gây xích mích đúng sai, châm ngòi thổi gió, loại người như ngươi tiếp tục lưu lại đi, đối với chúng ta Quảng Hàn Phủ Thiên công tác mà nói là một cái tai họa, lần này là không lưu lại được ngươi. Tần huynh, hạ thủ lưu tình, nghe lời này, chủ vũ thánh cũng cảm giác được không hay, vừa định ngăn trở, tần trần trên thân tựu tản mát ra một nguồn sức mạnh, ngăn cản hắn xuất thủ, sau đó đã nhìn thấy tần trần cách không một trường. Ba, hạng vô địch thân thể khỏe mạnh giống như một cái dưa hấu nát tựa như nổ tung. Nhiều thánh nguyên bay lượn trên không trung, tần trần há miệng hút vào, những nguyên khí này toàn bộ đều hút vào trong miệng, hóa thành hình rồng, biến mất không còn tâm tích, ban nãy huy phong lẫm lẫm, gào thét liên tục hạng vô địch, cứ như vậy bị trực tiếp luyện hóa, tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hóa thành tầm bổ chân khí. Tần Trần thủ đoạn cực ác độc, dùng hết nhục nhã sở trường, đầu tiên là đem bản hoa dung dẫm đạp dưới chân, phế bỏ tu vi, sau đó tự đối với mình thiên công tác hạng vô địch hành động, đem trực tiếp chém giết, thôn phệ. Này liên tiếp thủ đoạn, đem tất cả mọi người hù dọa. Tại rất nhiều thiên công tác thánh tử phía trước, Công nhiên chém giết một cái thiên công tác đỉnh cấp thánh tử, đây bực nào kiêu ngạo. Bá đạo, cuồng vọng, ai, Chu Vũ Thánh lắc đầu, thở dài, tần trần như thế công nhiên chém giết hạng vô địch, đối phương là chết chưa hết tội, nhưng tin tức truyền đi, nhiều người như vậy, như thế nào phong tỏa, đến thời điểm tần trần cũng phải không may. Mà đổi thành bên ngoài hai đại thiên công tác cao thủ bên kia cũng làm mặt như màu đất. Người này quá lợi hại, lúc nào quảng Hàn phủ thiên công tác ra một cái như vậy tàn nhẫn, thủ đoạn rất cay, căn bản không được trêu chọc, động sẽ giết người liền bản hoa dung sư huynh đều so phế bỏ, hắn như thế coi trời bằng vung, thật chẳng lẽ không sợ thiên công tác trừng phạt. Sợ cái gì, thiên công tác như vậy cần nhất là bồi dưỡng thiên kiêu, mặc dù không cho phép giữa đệ tử chém giết lẫn nhau, nhưng người thấy không, người này làm việc rất có chừng mực, chỉ là phế bỏ bản hoa dung sư huynh tu vi, làm cho hắn trở thành một phế nhân, ngược lại là giết chết hạng vô địch, hạng vô địch là quảng hàn phủ thiên công tác người chỉ cần diệu quang thánh chủ thưởng thức chẳng lẽ còn thật sẽ trừng phạt hắn sao vậy làm sao bây giờ Người này không muốn xuống tay với chúng ta mới tốt, chương 2972, đạo bất đồng. Đều do hạng vô địch, ngay từ đầu theo chúng ta, ta nghe hắn và mấy vị sư huynh nói qua này tần trần tiếng xấu, đưa tới mấy vị sư huynh đối này tần trần cũng có chút bất mãn, muốn thay hạng vô địch xuất đầu, giáo huấn đối phương, hại chúng ta bây giờ đều chỗ nguy hiểm trong. Đúng vậy a, à, bằng không nể tình cùng là thiên công tác đệ tử phân thượng, các sư huynh mời đối phương cùng nhau chém giết này đại quân yêu thú, chúng ta bây giờ nói không chừng đã tại thu nhận cái này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, cái nào phải dùng tới giống bây giờ, trong lòng run sợ. Đáng chết, hạng vô địch thật là đáng chết, vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không cùng này tần trần nói tốt. Ta xem thực lực của hắn, chỉ sợ là đã đạt đến bá chủ cấp bậc, mạnh không có biên. Bá chủ, làm sao có thể, tự liền chỉ văn mẫn sư huynh bọn họ đều không còn trở thành bá chủ, người này chính là bá chủ. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, thần chiếu giáo thần chiếu thánh tử đã trở thành bá chủ cao thủ, còn từng mời qua bản hoa dung cùng chỉ văn mẫn sư huynh, cùng nhau liên thủ thăm dò này bảo địa, chỉ bất qua chư vị sư huynh có chút kiêng kỵ, tự cự tuyệt, này tần trần nghe nói đang tìm thần chiếu thánh tử, thật chẳng lẽ là một cái bá chủ cao thủ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam đại thiên công tác rất nhiều thánh tử thần niệm đều ba động, nhìn tần trần khí sắc đã phát sinh biến hóa, có một ít sợ hãi. Bất luận cái gì thực lực cao cường thánh tử, tại tần trần phía trước đều có chút đê điều, không dám ló đầu. Làm sao, triệu lương hàn, chỉ văn mẫn, bản thiếu thay trong các người thanh trừ bại hoại, các người hẳn là cao hứng mới là, lại bản theo gương mặt. Chẳng lẽ còn muốn cùng bản thiếu đối nghịch, tần trần giết hạng vô địch sau, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn. Tần trần, người đã phế bản hoa dung, thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta không chết không thôi hay sao? Triệu Lương Hàn cùng chỉ văn mẫn sắc mặt khó coi, người tu vi tuy là cường hãn, nhưng chúng ta tam đại thiên công tác nhiều như vậy thánh tử thật muốn liều mạng lên ngươi cũng chưa chắc có thể đơn giản bắt chúng ta với lại ngươi bây giờ chỉ là phế bản hoa dung một người còn có hoàn chuyển chỗ trống nếu ngươi thực có can đảm giết chúng ta nhiều như vậy thiên công tác thánh tử sớm muộn cũng sẽ tiết lộ phong thanh đến thời điểm thiên công tác tổng bộ cũng sẽ sắp xếp chấp pháp cao thủ tới trước đưa ngươi chém giết sắc mặt hai người tái nhợt bọn họ đã cảm nhận qua bản hoa dung trong cơ thể bổn nguyên lực lượng đều biến mất hết đã triệt để triệt để trở thành một phế nhân, trong lòng kinh sợ có thể nghĩ. Bản hoa dung thân là huyết dương phủ thiên công tác đại sư huynh, luận thực lực, cùng bọn họ ngang nhau, lại cứ như vậy trở thành một phế nhân, hai người bọn họ nếu như tiếp tục cùng tần trần đối kháng tiếp, rất có thể sẽ đối mặt đồng dạng kết quả, trong lòng lập tức hiện ra đến sợ hãi. Trước tần trần đại phát thần uy, trong nháy mắt ở giữa đẩy lui bọn họ lực lượng, đã tại trong lòng hai người lưu lại vô địch hình ảnh. Hai người theo ở sâu trong nội tâm tựu rút lui, ha ha ha, hai vị nói giỡn, bản thiếu cũng là thiên công tác thánh tử, làm sao sẽ làm ra đấu tranh nội bộ sự tình tới. Tần Trần đột nhiên nói gió nhất truyền, cười híp mắt nói, trước là các ngươi sẽ đối bản thiếu động thủ, sở dĩ bản thiếu mới bị vội vã đánh trả, nếu là hai vị không muốn gây chiến, bản thiếu tự nhiên cũng sẽ không động thủ đem hai vị chém giết, hai vị nói có đúng hay không. Chu Vũ Thánh ở một bên ngừng, không khỏi thở phào một cái, hắn chỉ sợ Tần Trần đại khai sát giới, đem nơi này tam đại thiên công tác đệ tử tất cả đều giết, nếu quả thật là như vậy diệu quang thánh chủ đại nhân đều bảo vệ không được hắn đúng đúng triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn nghe cũng vui mừng quá đỗi vội vàng nói hạng vô địch tiểu tử này chết cũng là chết người này gian ngoan mất linh khích bác ly gián tần huynh xem như quảng hàn phủ thiên công tác cao thủ thanh lý môn hộ đó cũng là cử chỉ bình thường chúng ta thiên công tác ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phật hẳn là như thể chân tay không có nội đấu thời gian nếu như liên thủ đủ để cướp đoạt này trong bảo địa nhiều bảo tàng đúng tần huynh nơi này thì có một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch chỉ cần chúng ta liên thủ chém giết này ác thú đại quân đến thời điểm tự có thể được cái này thánh mạch tu vi đột nhiên tăng mạnh trực tiếp bước vào bá chủ cảnh giới tại đây bảo địa trong quét ngang đối phương lập tức chịu thua đề nghị nói ra tức khắc xa xa ác thú đại quân lộ ra vẻ cảnh giác liên thủ coi như đạo bất đồng bất tương vi mưu mấy vị có thể mang theo người mình đi tần trần khoát tay một cái nói đi đi chỗ nào Triệu Lương Hàn cùng chỉ văn mẫn ngẩn ra, khí sắc tức khắc khó xem, Triệu Lương Hàn kiềm nén giận dữ nói, Tần Huynh, chẳng lẽ người nghĩ độc chiếm cái này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch không được, đây chính là chúng ta phát hiện. Là các người phát hiện không sai, Tần Trần gật đầu, bất quá, bản thiếu trước tân tân khổ khổ, thay các người rõ ràng trong đội ngũ con cá thối, hôi cả giỏ, công lao lớn như vậy, cái này viễn cổ thánh mạch, coi như làm thù lao, tuy là cũng liền một dạng, nhưng bản thiếu miễn cưỡng vui vẻ nhận. Ngươi, triệu lương hàn tức đến cả người run, tần trần đây cưỡng đoạt, bọn họ tân tân khổ khổ, nghĩ hết biện pháp, mới đánh lén người bá chủ này ác thú, mới xác nhận được cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, tần trần một câu nói, sẽ cướp đi, quả thực khinh người quá đáng. Hắn thiên công tác các đệ tử, cũng đều là tức giận dũng động, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng bản thiếu là địch? Tần trần ánh mắt phát lạnh, toát ra sát cơ, các người bị người xúi dục, sẽ đối bản thiếu xuất thủ, bản thiếu đã đại từ đại bi, bỏ qua cho bọn ngươi, chẳng lẽ phải muốn tại đây nhất kiện ngoại vật trên, cùng bản thiếu vạch mặt. Nhìn như vậy đến, là bản thiếu quá nhân từ, không phải là từng cái giết các ngươi mới được. Không, không, tần huynh ngươi hiểu lầm, chỉ văn mẫn vội vàng kéo lại triệu lương hàn, chắp tay nói cái này viễn cổ thánh mạch, vốn nên là tần huynh chiến lợi phẩm, tần huynh thay chúng ta thanh trừ con cá thối, hôi cả giỏ, chúng ta vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám nói cái gì muốn đi. Như vậy cũng tốt, vẫn là chỉ huynh biết thời thế, tốt các người ba thế lực lớn thiên công tác đệ tử có thể lăn. Tần Trần khoát tay một cái nói, phải, chỉ văn mẫn cúi đầu nói, nhưng trong lòng cũng tức giận ào ào, triệu lương hàn không áp chế được, sẽ liều mạc, lại bị hắn từ từ ngăn lại, đi, rời khỏi nơi này trước, không muốn làm đánh nhau vì thể diện, bằng không người ta đều phải chết ở chỗ này. Ở tại bọn hắn Trần An dưới áp chế, chỉ văn mẫn mang theo triệu lương hàn còn có ba thế lực lớn thiên công tác thánh tử, lập tức rời đi, nháy mắt biến mất. Tần huynh, người cứ như vậy để cho bọn họ rời khỏi. khúc cao phong bay đi đi lên. cao mày, không có ta muốn dính vào các ngươi thiên công tác sửa tình, mà là hai người này rõ ràng tâm bất cam tình bất nguyện. người như thế cho bọn họ rời đi, cùng có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ báo thù, không có từ bỏ ý đồ. không sai, quyền mộ liếu cũng nói, hai người này chịu lớn như vậy xỉ nhục, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đến lấy lại danh dự. nếu như tần huynh ngươi không xuống tay được, có thể cho chúng ta tới động thủ, chúng ta không có thiên công tác người, cẩn thận một chút sẽ không có chuyện, dù sau này thiên giới thí luyện là không cho phép sau đó thu nợ, đây nhiều lần lịch lãm quy củ. chương 2973, người có biện pháp. Tần Trần, nếu như ngươi không xuống tay được, để chúng ta tới xuất thủ, cam đoan không có dính dáng ở trên ngươi. Quý Tư Thanh cũng ngử lạnh nói, bọn họ những người này, bây giờ rời đi, khẳng định trong lòng oán hận, thậm chí khả năng đầu nhập vào kẻ thù bên ngoài, đặc biệt nhằm vào chúng ta, bày sát thủ, đến thời điểm tự phiền toái. Tất cả mọi người nhắc nhở, không cần, bản thiếu tự có an bài. Tần Trần thản nhiên nói, mọi người đành phải lắc đầu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mọi người, chỉ có Trần Tư Tư khóe miệng mỉm cười, không động thanh sắc, nàng hiểu rõ Tần Trần làm như thế, tất nhiên có khác lý do. Mà đúng như bọn họ sở liệu vậy, Triệu Lương Hàn cùng Chỉ Văn Mẫn mang theo Tam Đại Thiên công tác chúng thánh tử đi tới một cái hẻo lánh chi địa, trong đôi mắt tức khắc toát ra vẻ dữ tợn. Trì huynh, người vì cái gì ngăn ta lại, ban nãy Tần Trần, khi người quá đáng, đây chính là cả một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, nếu như bị chúng ta nhận được, ta ngươi hai người, đều có cơ hội trực tiếp bước vào bá chủ cảnh giới, hiện tại toàn không. Triệu Lương Hàn cả giận nói, Triệu Huynh, người dám xác định ngươi là tần trần đối thủ. Chỉ văn mẫn lạnh lùng nói, chuyện này, Triệu Lương Hàn sắc mặt khó coi, coi như không là đối thủ, cũng không có thể cứ như vậy nhường đường. Hừ, người đây ngu muội nếu như chúng ta tiếp tục tử chiến, lấy tần trần tu vi, lại thêm quảng hàn phủ rất nhiều cao thủ, hai chúng ta tất nhiên muốn nguy hiểm, người không thấy được khúc cao phong, quyền mộ liễu đám người trong ánh mắt sát y sao. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt, ta để cho ngươi rời khỏi, cũng không phải là thật tiện nghi tần trần, mà là tính trước làm sao. Chỉ văn mẫn trong ánh mắt toát ra yếu ớt quang mang. Chỉ huynh, người có biện pháp, hừ, chỉ văn mẫn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát ra hàn mang, tần trần không có muốn tìm thần chiếu thánh tử sao. Thần chiếu thánh tử trước luôn luôn đưa tin chúng ta, muốn để cho chúng ta khác đội ngũ, đã như vậy, chúng ta thì cùng thần chiếu thánh tử hợp tác, phục kích bọn họ, bất kể là tần trần vẫn là quảng hàn phủ người, hết thảy đều phải chết. Triệu lương hàn không khỏi cả kinh, này, không ổn đâu, nếu như chúng ta hợp tác với thần chiếu giáo, giết chết tần trần bọn họ, truyền tới thiên công tác, chúng ta hãm hại đồng môn đệ tử, đến thời điểm cũng muốn thụ đến trừng phạt, với lại, khác thánh tử cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Trước hết để cho người khác rời khỏi, hai chúng ta lại âm thầm thần chiếu giáo đội ngũ, người khác làm thế nào biết. Chỉ văn mẫn âm lãnh cười nói, chỉ cần đem tần trần tất cả mọi người giết chết, sẽ không có bất luận kẻ nào biết là chúng ta hành động. Triệu lương hàn ánh mắt cũng sáng lên, siêu siêu, hai người đi thẳng tới tam đại thiên công tác các đệ tử phía trước, lạnh lùng nói, chư vị, bởi vì tần trần duyên cớ, chúng ta tổn thất một cái viễn cổ thánh mạch, hiện nay này bảo địa trong càng ngày càng nguy hiểm, các người trước mang theo này bản hoa dung rời đi nơi này, rời khỏi mảnh này bảo địa phạm vi, hai chúng ta lại đi tìm hiểu tình huống, đợi khi tìm được viễn cổ thánh mạch tung tích sau, thông báo tiếp chư vị. Giọng nói rơi xuống, hai người cũng không đợi khác chúng thánh tử phản ứng, thân hình thoát một cái, tự biến mất tại trong hư không, trong bí mật đi cùng thần chiếu thánh tử hội hợp đi. Tam đại thiên công tác khác chúng thánh tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải cam giận xoay người rời đi. Được, triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn đúng là đi tìm thần chiếu thánh tử. Tần Trần luôn luôn đoán hai người khí tức, cảm thụ được hai người động tác, trong lòng tức khắc vui vẻ, xem sáng lên. Đây cũng là Tần Trần không có tiếp tục kích sát triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn nguyên nhân khác nghe được những đệ tử này truyền âm, hiểu rõ thần chiếu thánh tử mời qua hai người mấy lần, bất quá hai người bởi vì kiêng kỵ, không đồng ý, Tần Trần cố ý để cho hai người để cho chạy, lấy hai người tâm tính, tất nhiên không có từ bỏ ý đồ, nhưng lại không có đối thủ của hắn, biện pháp duy nhất chính là liên hợp thần chiếu thánh tử. Được, rất tốt, thần chiếu thánh tử che đậy thiên cơ, coi như là ta có thể suy tính, cũng cần tiêu hao nhiều thời gian, hiện tại có Triệu Lương Hàn cùng Chỉ Văn Mẫn dẫn đường. Ít nhất cũng tiết kiệm xuống hơn phân nửa khổ công. Tần Trần âm thầm kích động, bất quá trước lúc này, trước được đem cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch thu vào tay. Đi thôi, chúng ta đi trước thu lấy cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần Trần thân hình thoát một cái, đi thẳng tới ác thú trước mặt đại quân, liền chuẩn bị xuất thủ chém giết một quần ác thú xuất lĩnh đại quân yêu thú. Rất nhiều yêu thú cảm thụ được Tần Trần trên thân lực lượng kinh khủng phía sau, trong ánh mắt tất cả đều hiện ra vẻ cảnh giác, đầu lính kia ác thú nhìn chằm chằm Tần Trần khoảng khắc, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, rất nhiều đại quân yêu thú cứ nhiên tại đây ác thú xuất lĩnh phía dưới, chậm rãi lui lại, sau đó thoáng cái xoay người biến mất ở nơi này. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, này ác thú đại quân tại tần trần phía trước, vậy mà bản thân rút lui, thậm chí ngay cả một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch cũng không muốn, dễ nhận thấy này ác thú đại quân rất rõ ràng tần trần đáng sợ, sợ hãi cùng tần trần, ngoan ngoãn rời đi. Rất tốt, tần trần giơ tay lên, một tiếng ầm vang, tức khắc, một bàn tay to lớn cũng đã bay đi ra, đem cái này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch thoáng cái theo mà cầm bắt lên, chỉ thấy trên bầu trời, một cái mênh mông như là cự long một dạng thánh mạch ngang qua ở trên trời, cho người ta một loại mãnh liệt lay động cảm giác. Nồng nặc kia thiên thánh thượng phẩm khí thức tràn ngập ra, để cho mỗi người đều cảm thụ được toàn thân khoan khoái, trong cơ thể thánh nguyên đều đang dục dịch, muốn đột phá vốn có cảnh giới. Này thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, đúng là cường hãn. Tần Trần than thở một tiếng, mắt sáng lên, trong cơ thể phút chốc bay đi ra vô hạn kiếm khí, hưu hưu hưu, tức khắc trước mắt cái này thánh mạch, bị chia làm trên trăm phần, có nhiều có ít, có mạnh có yếu, nhất nhất bay đi đến từng cái quảng hàn phủ thánh tử thánh nữ phía trước, bao gồm khúc cao phong cùng quyền mộ liếu cũng là không thiếu một cái. Tần huynh, ngươi, chu vũ thánh bọn người ngơ ngẩn, cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch tuy là cường hãn, nhưng nếu quả thật thôn phệ, cũng chỉ đủ một hai người đột phá bá chủ cảnh giới, với lại đột phá cần tiêu hao nhiều thời gian, đến khi đó, thần chiếu thánh tử đã sớm nhận được toàn bộ truyền thừa, đem bản thân tu vi để thăng tới cực hạn, cùng như vậy, không bằng đem phân cho chư vị, trước chư vị hiến dâng ra bản thân thánh mạch cung cấp bản thiếu đột phá bản thiếu đương nhiên sẽ không quên mất tần trần thản nhiên nói các người phía trước mỗi một đoạn thánh mạch mặc dù không cách nào để cho các ngươi trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo nhưng có thể củng cố các ngươi tu vi để cho các ngươi trong cơ thể một phần lực lượng chuyển hóa thành bá chủ lực đợi khi tìm được thần chiếu thánh tử đem triệt đề chém giết nhận được viễn cổ bảo tàng cùng thần chiếu giáo giáo chủ năm đó truyền thừa bảo vật đến lúc đó chúng ta mỗi người đều có thể đột phá đến bá chủ cảnh giới tung hoành nơi đây tần trần phóng khoáng nói ra Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần, bọn họ tuy là trước hiến dâng ra bản thân thánh mạch, nhưng đều không còn suy nghĩ Tần Trần có thể nhanh như vậy phân công cho bọn hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, Tần Trần sẽ phải mang theo mấy vị đỉnh cấp thánh tử hưởng dụng, tốt trước tiên đột phá, lại không nghĩ rằng, thoáng cái tựu tất cả đều phân ra tới. Chương 2974, thần quang phổ chiếu. Trong lòng mọi người, tức khắc cảm thụ được mãnh liệt tôn kính, chân chính từ trên người Tần Trần cảm thụ được đồng bọn hàm nghĩa. Tần Huynh không cần, cái này thánh mạch, đều cho ngươi thôn phệ, bởi vì chỉ có tần huynh ngươi mới có thể chân chính đối kháng thần chiếu thánh tử, chúng ta coi như là thôn phệ, cũng chỉ là củng cố thoáng cái tu vi, mà nếu như tần huynh một mình ngươi thôn phệ cái này thánh mạch, nhất định có thể đủ tu vi lại lần nữa để thăng, đến khi đó, kích sát thần chiếu thánh tử xác suất lớn hơn nữa. Đúng, tần huynh, ngươi là chúng ta chủ kiến, chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể nhận được nhiều hơn bảo tàng, này cái thứ nhất thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, tự giao cho tần huynh một mình ngươi hưởng dụng không sai, chúng ta tin tưởng đi theo Tần Huynh, nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Rất nhiều chúng thánh tử sụp sôi nói ra, trong ánh mắt hiện ra đến nhiệt huyết quang mang. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi, Tần Trần nhìn nơi này mỗi người, cảm thụ được bọn họ sụp sôi nội tâm, cũng nhận được mãnh liệt xúc động. Được, các ngươi nếu tin tưởng Tần Mỗ, Tần Mỗ cũng liền từ chối thì bất kính, bất qua cái này thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, coi như Tần Mỗ một người thôn vệ cũng không cách nào trực tiếp đột phá, bất qua tần mố cần củng cố tu vi, thì thu lấy nửa cái, dư nửa cái chi bằng chư vị cùng nhau hưởng dụng. Tần trần giọng nói rơi xuống, trực tiếp xuất thủ, phốc phốc phốc, tức khắc, trước mắt một cái viễn cổ thánh mạch một phân thành hai, trong một nửa bị tần trần thôn vệ đến trong thân thể, bắt đầu chậm rãi thu nhận, là hướng tới thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới làm chuẩn bị, còn có một nửa phần thành vô số đạo, rơi vào mỗi người trong thân thể. Âm, ừ, những thứ này thánh mạch tiến nhập những người này trong thân thể thời gian, bị tần trần từ tiêu đâu xuất cung luyện hóa, tức khắc, tinh thuần viễn cổ thánh mạch lực tại mọi người trong thân thể dũng động, hống hống hống, tất cả mọi người cảm thụ được, trong thân thể dũng động khí tức đáng sợ, phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, trên người mỗi một người khí tức đều nhắm thẳng vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới, có một loại sống lâu cùng trời đất cảm giác. Trong lúc nhất thời, Quảng Hàn phủ rất nhiều thánh tử chúng thánh nữ khí tức liên tiếp, đại dương minh mông tựa như biển, so với trước, cường hãn ước chừng mấy lần còn chưa hết. Mỗi lực lượng cá nhân đều được đề thăng, lẫn nhau giữa viên mãn hoàn chuyển, liên hợp lại, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy này quảng hàn phủ các đệ tử khí tức khó tránh cũng quá đáng sợ khúc cao phong quyền mộ liếu cảm thụ được trên sân tất cả mọi người khí tức mỗi một người đều âm thầm biến sắc bọn họ từ nơi này một đám quảng hàn phủ đệ tử trên thân cảm thụ được một cổ không thể địch nổi khí tức phải biết ở tại bọn hắn chỗ này phiến phủ vực quảng hàn phủ thật cũng không tính cao nhất trong đệ tử lúc trước nhiều lần lịch lãm trong thậm chí đã từng từng tao ngộ đoàn diệt thế nhưng lúc này triển khai bọn hắn bây giờ trước mắt thánh tử chúng thánh nữ từng cái đều chiến ý lăng nhiên, như là đại dương minh mông, cái loại này túc sát khí thế, so với bọn hắn thiên diễn tông cùng minh tuệ các mạnh quá nhiều. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như là bọn họ thiên diễn tông cùng minh tuệ các đệ tử bây giờ cùng một quần quảng hàn phủ đệ tử gặp nhau, một khi chém giết, vậy đơn giản là dây nhập bầy hổ, bị một bên tàn sát phần. Đây hết thảy, đều là này tần trần công lao, người này đến là nhân vật nào. Khúc cao phong, quyền mộ liễu đều trong bí mật nhìn tần trần, cảm thụ được thật sâu thuyết phục. Được, chư vị đi thôi. Tần Trần trong cơ thể không ngừng luyện hóa nửa cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch, lúc này thân hình nhảy lên, tại đây phế tích bảo địa trong không ngừng xuyên qua. Tần Trần một bên bay đi, một bên suy tính, thân hình lược động giữa, không có bất kỳ ngừng lại. Tần Huynh, người xác định thần chiếu thánh tử thì ở phía trước, làm sao càng chạy, càng có một loại hoang vô cảm giác. Với lại Tần Huynh người đã lâu không có tiến hành suy tính. Mọi người theo sau lưng, liền thấy Tần Trần mang theo bọn họ tải các loại hư không trong cái khe xuyên qua, cũng không suy tính, dường như có một loại quen việc dễ làm cảm giác, từng cái kinh nghi bất định. Chư vị yên tâm, bản thiếu không cần suy tính, tự nhiên có người dẫn chúng ta qua đi. Tần Trần vừa cười vừa nói, dẫn chúng ta qua đi, mọi người từng cái càng thêm kinh nghi, ta cảm giác được thần chiếu thánh tử khí tức, thật dày đặc tín ngưỡng chi lực. bí tư thành trình yếu nói, đột nhiên biến sắc, liền thấy phía trước tà khí trong, một cổ tín ngưỡng chi lực lờ mở hướng ra phía ngoài bao phủ. Một ít yêu thú, khắp nơi tán loạn, tựa hồ là cảm giác được cực lớn nguy hiểm hàng lâm tựa như đều có thể trốn tránh này của tín ngưỡng chi lực xì si, xì si, từng cổ một thanh âm theo tín ngưỡng chi lực trong truyền ra ngoài tần trần liền thấy một ít mạnh mẽ yêu thú nhiễm đến này của tín ngưỡng chi lực cư nhiên từng cái ánh mắt bắt đầu mông lung mất đi bản thân ý chí sau đó bắt đầu quỳ trên mặt đất tiến hành cầu khẩn một dạng cầu khẩn trong quá trình thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán cuối cùng hóa thành bụi phấn tiêu tán không thấy chúng nó trong cơ thể lực lượng đều hóa thành tín ngưỡng chi lực tiến nhập hư không sâu xa, bị không biết tên tồn tại cho thôn vệ đi. Tín ngưỡng chi lực, tần trần trợn mắt nhìn qua, những thứ kia tín ngưỡng chi lực mở ảo vô hình, tiến nhập hư không, mang theo đặc thù lực lượng, để cho người ta phản phất tiến nhập phiến tín ngưỡng thần quốc, cũng muốn thần phục cùng đối phương, tiến hành cầu khẩn, trở thành một cổ tín ngưỡng chi lực khôi lỗi. Những tín ngưỡng chi lực này là theo này phế tích chỗ sâu khuếch tán mà tới. Có một ít cũng là theo trong hư không trực tiếp thấm ra, mặc dù có thí luyện chi địa hoang cổ tà khí tại trong, nhưng là lại phi thường bá đạo, tràn ngập vô địch khí phách. Tần Trần đã từng đã nhìn thấy, một đầu tương đương với nửa bước bá chủ đỉnh phong cảnh giới viễn cổ mãnh thú, mạnh mẽ gào thét, theo trong hư không xuyên qua đi ra, bản thân nó dâng lên lực lượng kinh khủng, thế nhưng tại đây đặc thù khí thức ăn mòn, nó thân thể cư nhiên cũng bắt đầu chậm rãi phát quang, một đôi đồng tử cũng di mê mang, cư nhiên cũng bắt đầu cầu nguyện. Nó còn có một chút bản thân ý chí, biết mình nguy hiểm, liên tục giãy ruộng, gào thét, toàn thân phép tắc dũng động, muốn đem tín ngưỡng chi lực bức bách ra ngoài, thế nhưng nó vừa mới thôi động lực lượng, những tín ngưỡng chi lực này tựu càng nhanh hơn rót vào thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn càng ngày càng không rõ, cuối cùng triệt để mất đi ý chí. Không tới mấy chục hơi thở, này một đầu dưới bước bá chủ đỉnh phong viễn cổ mãnh thú, tự toàn thân phát quang, đem bản thân lực lượng hiến tế thành tín ngưỡng chi lực, dung nhập vào này một mảnh hư không. Thần quang phổ chiếu, quyền mộ liếu hít một hơi lãnh khí, những thứ này tín ngưỡng khí thức, là thần chiếu thánh tử phát ra, ta từng nghe nói qua, thần chiếu giáo lực lượng, là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực là một loại cực đặc thù lực lượng, hết sức quỷ dị, người bình thường căn bản là không có cách tu luyện, chỉ có thần chiếu giáo viễn cổ bí thuật mới có thể thi triển, này thần quang phổ chiếu chính là tín ngưỡng chi lực một loại thi triển phương thức, một khi bị khống chế lại. Lực lượng không đủ mạnh, ý chí không kiên định, sẽ trở thành đối phương tín đồ, hiến dâng ra bản thân suốt đời công lực. Chương 2975, tín ngưỡng chi lực. Này thần thông là viễn cổ thánh chủ thần thông, Thần chiếu thánh tử khẳng định đã đột phá đến bá chủ cảnh giới, thậm chí nắm giữ bản thân kiếp trước thánh chủ thần thông, thực lực đại tăng, hắn tại thôn vệ nơi này vạn vật lực lượng trở thành bản thân lực lượng. Quyền Ngộ Liễu nói liên tục, khuôn mặt sợ hãi. Hừ, để cho ta tới nhìn một chút, này thần quang phổ chiếu thuật đến lợi hại chỗ nào? Khúc Cao Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay mạnh mẽ chảo Xích lập, không gian một mảng lớn tín ngưỡng chi lực đã bị hắn thánh nguyên dẫn, đến trước mặt mình, quấn quanh ở hắn trên lòng bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vù vù, cơ hồ là không có chút nào huyền niệm, những tín ngưỡng chi lực này tự thâm nhập vào hắn huyết nhục, làm cho hắn cánh tay bắt đầu phát quang lên. Y hắn chí, ngay lập tức sẽ bắt đầu thụ đến từng cổ một lực lượng xâm lấn, cả người đầu biến phải hỗn loạn lên, có một loại mơ mơ màng màng kích động. Không tốt, khúc cao phong khí sắc tức khắc biến sắc, ta thân thể vậy mà không trụ được này cổ tín ngưỡng chi lực, này một cổ tín ngưỡng chi lực chẳng những có thể tác dụng với thân thể, còn có thể nhằm vào linh hồn, thật là lợi hại, cư nhiên tại tiến công ta linh hồn hải. Thiên diễn kiếm quyết, phá cho ta, khúc cao phong hét lớn một tiếng, trong thân thể ngay lập tức sẽ nổ bắn ra vô hạn kiếm khí, vô số lực lượng, theo trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra, thoáng cái trùng kích tại trên cánh tay, muốn đem thâm nhập vào thân thể tín ngưỡng chi lực bức bách ra ngoài. Tức khắc, này một cổ tín ngưỡng chi lực bắt đầu chậm rãi bị bức bách ra ngoài, chỉ bất quá cái tốc độ này chậm vô cùng, may mắn khúc cao phong chỉ là đưa tới một phần nhỏ tín ngưỡng chi lực, nếu như đặt mình trong tín ngưỡng chi lực trong đại dương, liền hắn cũng muốn nguy hiểm. Thế thì còn đánh như thế nào? Với lại, đây cũng là khúc cao phong tu vi cường hãn, thiên diễn kiếm quyết nghịch thiên tạo hóa duyên cớ, đổi thành hạng vô địch bực này phổ thông nửa bước bá chủ, sẽ như viễn cổ mãnh thú một dạng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đồng hóa. Mọi người chú ý, này một cổ tín ngưỡng chi lực lợi hại, rất có thể là thần chiếu thánh tử tại đây sâu trong hư không tu luyện, thi triển vô thượng thần thông, chỉ cần là tới gần hắn, ý đồ gây bất lợi cho hắn cao thủ, cũng sẽ lọt vào này tín ngưỡng chi lực tập kích, từ đó chuyển hóa thành hắn lực lượng. Tần Trần lập tức quyết định thật nhanh nói, hắn cũng đột nhiên như tia chớp vươn tay ra, bắt bỏ vào cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực trong, Tần Trần một chảo này giữa, trên bàn tay cũng quấn quanh không ít tín ngưỡng chi lực, bắt đầu lan ra, muốn đi vào trong thân thể hắn, đồng hóa thân thể hắn. Bất quá, Tần Trần chỉ là cười lạnh một tiếng, cánh tay rung một cái, thì triển ra thiên địa nhất thể cảnh giới, hoang cổ chi khí vận chuyển, tức khắc một cổ tín ngưỡng chi lực đã bị Tần Trần thu nhận, Đồng thời bắt đầu cảm ngộ, các loại bản chất lực lượng bị Tần Trần dò xét, Tần Trần trong cơ thể Khởi Nguyên Chi Thư trong, bắt đầu phải xuất hiện tín ngưỡng trang. Tần Trần Khởi Nguyên Chi Thư, quả thực là thiên địa này xuống đáng sợ nhất đồ đạc, có thể cảm ngộ ngưng luyện tất cả lịch lãm, chẳng những là các loại đại đạo, văn minh, thậm chí các loại thần thông, thần binh đều có thể ngưng kết ra thuộc về đặc thù văn minh trang, để cho Tần Trần giải khai thiên hạ tất cả đại đạo. Ừm, uhm, nay tín ngưỡng chi lực bị Tần Trần hoang cổ chi khí thoáng cái bức bách ra ngoài, căn bản là không có cách tiến nhập Tần Trần thân thể này một tay tự hiển hiện ra tần trần thực lực hoàn toàn ở thiên diễn tông khúc cao phong trên tranh lệch không chỉ một cấp bậc tín ngưỡng chi lực cư nhiên cũng có thể để cho tần huynh phá giải hết không uổng nửa điểm chút hơi sức nhìn lại lần này thần chiếu thánh tử là cũng không có nửa điểm dựa vào với lại thần chiếu thánh tử bố trí ra này tín ngưỡng chi lực cách trở rất nhiều cường giả tiến nhập chúng ta liền có thể dễ dàng tiến nhập trong đến kích sát hắn hắn đây mua dây buộc mình khúc cao phong cười ha ha không sai ta hoàn toàn có thể phá giải tầng này tín ngưỡng chi lực làm cho mọi người không bị hóa đá. Tần Trần nói, thần chiếu thánh tử thật là tại mua dây buộc mình, hắn làm như thế, ngược lại là cho chúng ta cơ hội, hiểu được hắn vị trí thực sự, bất quá, bản thiếu một người có thể ngăn cản này tín ngưỡng chi lực không coi vào đâu, ta đã cảm ngộ đến này tín ngưỡng chi lực một chút diệu dụng cùng quy luật, hiện tại, bản thiếu tự truyền thụ chư vị nhất đạo linh hồn khẩu quyết, có thể khắc chế này tín ngưỡng chi lực linh hồn trùng kích. Lấy chư vị tu vi, chỉ cần ngăn cản linh hồn trùng kích, ý chí bảo trì kiên định, thì có khả năng đơn giản ngăn cản tín ngưỡng chi lực xâm lấn, không sợ những thứ này. Với lại, này tín ngưỡng chi lực, bản thiếu ước chừng hiểu rõ quy tắc vận chuyển, hư, bất kỳ cái gì thủ đoạn, đều là thiên giới lực lượng hiện ra, tại bản thiếu phía trước, đều có thể trở thành bản thiếu bản thân lực lượng. Tần Trần trong lúc nói chuyện, há miệng hút vào, những thứ kia tín ngưỡng chi lực, dĩ nhiên có giống như cá voi hút nước đầu nhập thân thể hắn, lại bị sinh sinh thôn phệ, tiêu hóa, bổ dưỡng bản thân. Cùng lúc đó, Tần Trần mi tâm lóe lên, nhất đạo vô hình hồn quang quét vào tất cả mọi người thân thể, ở đây mọi người trong đầu lập tức xuất hiện nhất đạo hồn quyết, dưới sự vận chuyển, đúng là cũng cảm giác được này tín ngưỡng chi lực trùng kích yếu bớt rất nhiều. Đi, tần trần thân hình thoát một cái, tiến nhập không gian chỗ sâu, mọi người đi theo ở phía sau, tức khắc liền thấy trong không gian, toàn bộ đều là tín ngưỡng chi lực tạo thành bình chướng, với lại khắp nơi đều thấy phế tích, tạo thành một cái mê cung. Những thứ này phế tích mê cung phi thường cứng rắn, cơ hồ là không thể phá hủy, chu vũ thánh một quyền oanh thượng đi, phế tích tức khắc nổ tung giữa trời, vỡ nát, thế nhưng cấp độ càng sâu trong không gian, vẫn là từng tầng một phế tích tầng tầng lớp lớp, cư nhiên vô cùng vô tận, căn bản không hiểu rõ thần chiếu thánh tử ẩn giấu ở nơi nào. Tần huynh, này thần chiếu thánh tử quá giàu hoạt, cư nhiên trốn ở này phế tích chỗ sâu, như vậy tìm tiếp phải tới khi nào? Mọi người sắc mặt khó coi nói, này trong không gian, khắp nơi đều thấy từng tầng một phế tích mê cung, hàm ý huyền cơ, trong lúc bất tri bất giác sẽ bị trong tín ngưỡng chi lực sở mê, tạo thành thần trí thất thường, nghị lực hỗn loạn, coi như ý tư thanh, chu vô thánh, khúc cao phong, quyền mộ liễu đám người thoáng cái tiến nhập cái này phế tích chi địa, đều có một loại không phân thân ra được, khó có thể xâm nhập vị đạo. Căn bản không tìm được mục tiêu, đi đâu tìm tìm thần chiếu thánh tử tung tích. Không sao cả, thần chiếu thánh tử chỗ, bản thiếu đơn giản thì có khả năng suy tính ra. Tần Trần nhảy tới trước một bước, cười lạnh một tiếng, đứng ở quyền mộ liễu, úy tư thanh trước người, làm cho hai nữ thân thể run lên, có loại áp bách cảm giác, liền thấy Tần Trần hai tay lược động, phía trước tức khắc xuất hiện nhiều cảnh tượng, tín ngưỡng chi lực dũng động, không ngừng lan ra, cuối cùng, trong tấm hình, bắt đầu hiển hiện ra một cái không rõ bóng người, bóng người kia trên đỉnh đầu, có một chiếc gương cổ, là thần chiếu kính, mà phía dưới, thần chiếu thánh tử ngồi xếp bằng. Xuống lần nữa đầu, là huyết thần thánh tử đám người không ngừng cầu khẩn. Đây chính là thần chiếu thánh tử tại chỗ sâu tu luyện hình ảnh. Bị tần trần suy tính ra, được, tốt, ta biết tại vị trí nào, các người xem thần chiếu thánh tử phía sau, đó là cái gì? Thánh mạch, nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch, đột nhiên, Chu Vũ Thánh giống to một tiếng, trong ánh mắt toát ra vẻ chấn động. Chương 2976, Thánh mạch đại trận. Mọi người liền thấy hình ảnh kia chỗ sâu, lại có phiến hào quang sôi trào, hào quang trong, mọi người liền thấy từng cái thánh mạch ngang qua ở đó, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Những thứ này thánh mạch, chỉ có thể nhìn được một góc băng sơn, nhưng cho người ta cảm giác cũng là vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp, so với bọn hắn trước nhận được viễn cổ thánh mạch, nhiều đâu chỉ mấy lần cuối cùng là địa phương nào làm sao có thể có nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ tần huynh đây chính là ta nhận được trong tình báo viễn cổ thánh mạch đó là phiến viễn cổ thánh mạch quần lạc chu vũ thánh giống to tất cả mọi người kích động vạn phần nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch đầy đủ bọn họ bao nhiêu người đột phá đi đi rất nhiều người đều giống to nếu như những thứ này viễn cổ thánh mạch đều bị thần chiếu thánh tử thu nhận thần chiếu thánh tử sẽ cường hãn thành cái dạng gì. Chư vị, theo sát ta, kế tiếp chú ý, tần trần quát lạnh nói ra, từ tư, người cùng ở bên cạnh ta, còn có ý sư tỷ, chu sư huynh, khúc huynh, quyền huynh, các người thủ hộ tại chư vị thánh tử bên cạnh, dư chúng thánh tử, kết hợp thành đại trận, muôn ngàn lần không thể phân tán, để tránh khỏi lọt vào tiến công, các người có thể cấu thành một cái trận pháp liên hợp, như vậy cũng tương đương với một cái bá chủ cao thủ, có thể phụ trợ ta và thần chiếu thánh tử nhất chiến. Chu Vũ Thánh đám người sớm có chuẩn bị, Quảng Hàn phủ rất nhiều các đệ tử, mỗi cái liếc nhau, phụt lên ra bản thân thánh bảo, thánh nguyên núi liền cùng một chỗ, lẫn nhau câu thông. Âm ầm, tức khắc rất nhiều thánh tử liên hợp thành phiến đại trận, tạo thành một cái chỉnh thể, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Ở đây rất nhiều thánh tử, tu vị yếu nhất cũng là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong, chạm tới một chút bá chủ cảnh giới cao thủ, còn có người chỉ nửa bước bước vào bá chủ cảnh giới, cũng có một bộ phận trong cơ thể đều ngưng tụ bá chủ lực, chỉ cần cơ duyên thì có khả năng bước vào đến bá chủ cảnh giới những người này liên hợp lại tạo thành lực lượng không gì sánh kịp sau so một cái chân chính thiên thánh hậu kỳ bá chủ đều không kém chút nào đi tần trần khẽ quát một tiếng trong nháy mắt sẽ xuyên toa hư không siêu 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 hắn cảm giác lực lượng nhanh chóng bay đi phía trước tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nồng đậm ước chừng gần nửa nén hương sau tại đây trong phế tích phía trước đột nhiên xuất hiện phiến chỗ trống sau đó liền thấy huyết dương phủ cùng mấy thế lực lớn thân ảnh chỉ thấy trên đất trống huyết dương phủ nhân vương phủ thần chiếu giáo cùng mấy thế lực lớn cao thủ, tất cả đều quỳ dạp dưới đất, thành kính tiến hành cầu nguyện, trong đám người, thậm chí còn có Triệu Lương Hàn cùng Chỉ Văn Mẫn này hai vị cao thủ, tại trước mặt mọi người, thần chiếu thánh tử nguy nga đứng, trên đầu lơ lửng thần chiếu kính, giống như một tôn thiên thần. Huyết thần thánh tử đám người cầu khẩn, cầu nguyện lực lượng, không ngừng dung nhập thần chiếu thánh tử cùng thần chiếu kính trong, khôi phục hai người này tu vi, để cho mọi người lay động là, sau lưng thần chiếu thánh tử trong phế tích, trên mặt đất chảy xuôi chín cái mênh mông hà lưu, tạo thành chín cực hình ảnh mà chín cái hà lưu dĩ nhiên là chín cái viễn cổ thánh mạch dũng động đáng sợ thánh mạch khí tức này dĩ nhiên là chín cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch thần chiếu thánh tử thôn vệ mọi người tín ngưỡng chi lực cùng này chín cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch trên thân khí tức nồng nặc tự như cùng thiên giới đại nhật lạch cạch tần trần bọn họ trong nháy mắt hạ xuống làm đến nơi đến trốn, đáp xuống mảnh đất trống này trên tần trần cũng cảm giác được này phế tích bên dưới dường như dựng dục khổng lồ ma khí bị thần chiếu thánh tử đang chân áp cái gì Trần, này phía tích dưới có cổ quái, có ma lực dũng động. Từ từ bí mật truyền âm nói, nàng có uyên ma tộc đại đạo, đối ma lực nhạy cảm nhất. Ta cảm giác được, Tần Trần mắt sáng lên nói ra, nhìn bốn phía này, trong lòng đang tính toán một vẻ. Tần Trần bọn họ vừa xuất hiện, ở đây mọi người tiểu thoáng cái bị kinh động, tính cả thần chiếu thánh tử đồng dạng, đều mở hai mắt ra, từng cái tất cả đều nhìn sang. Tần Trần, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Thiên công tác Triệu Lương Hàn cùng chỉ văn mẫn chứng kiến Tần Trần đám người thân hình, khắc kinh hãi, đồng thời khí sắc đỏ lên, cảm thấy vạn phần xấu hổ, bởi vì bọn họ quỳ gối thần chiếu thánh tử phía trước, cung cấp tín ngưỡng chi lực, đây nếu là truyền đi, Thiên Công Tác sẽ tức giận, đưa bọn họ xóa tên. Thiên Công Tác người, lại trời lại đất quỳ sư lại phụ mẫu, thế nhưng tuyệt đối không thể quỳ ngoại nhân. Với lại, hai người nếu là bị vội vã còn không có gì, ai còn không có một ngăn chờ thời gian. Thế nhưng hai người bây giờ là cam tâm tình nguyện quỳ gối thần chiếu thánh tử phía trước, đây quả thực mất hết Thiên Công Tác mặt. Triệu Lương Hàn chỉ văn mẫn các ngươi cư nhiên quỳ thần chiếu thánh tử các ngươi mặt đây vẫn xứng khi chúng ta thiên công tác đệ tử chu vũ thánh tức giận nói ra chán nổi gân xanh thần chiếu thánh tử đại nhân chính chỗ này đoàn người trước cướp đoạt chúng ta thánh mạch triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn ánh mắt thoáng cái dữ tợn không đếm xỉa đến tất cả gần giọng nói thần chiếu thánh tử đại nhân chỉ cần ngươi chém giết nhóm người này chúng ta nguyện ý mang theo thiên công tác đệ tử đầu nhập vào dưới quyền ngươi lấy người vì tôn kẻ phản bội chu vũ thánh giận dữ hét Hừ, triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn cũng là thở ơ, sự tình tới mức này, chỉ có người chết ta sống, không hắn tốt nói. Một bên, huyết thần thánh tử cũng là giữ tận nhìn tần trần đám người, trong lòng dũng động vô hạn sát ý. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi phải muốn sông tới, nghĩ không ra các ngươi bày kiến cỏ này, cư nhiên có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, còn có các ngươi, khúc cao phong, quyền mộ liễu, các ngươi đây cho thiên diễn tông cùng minh tuệ các mang đến tai họa. Thần chiếu thánh tử mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt, cao cao tại thượng, phảng phất thần long nhìn xuống loài run rế, Thần chiếu thánh tử, người đi ngược lại, người người phải trừ diệt. Khúc cao phong cùng quyền mộ liễu quát lạnh, bọn họ chứng kiến triệu lương hàn đám người quỳ ở nơi đó cảnh tượng, cũng biết đi theo thần chiếu thánh tử, căn bản sẽ không có kết quả tử tế, so đi theo tần trần tuyệt đối kém cách xa vạn dặm. Thần chiếu thánh tử, rốt cục gặp mặt, trước người đắc tội bản thiếu, bản thiếu đương nhiên sẽ không để người dễ chịu, bất quá, bản thiếu có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, còn phải đa tạ chúng ta thiên công tác hai cái phế vật, đem ta mang đến nơi này, hãy bất sàm môn đi, qua đây quỳ xuống đi, chỉ cần ngươi bây giờ quy hàng bản thiếu, làm bản thiếu một con chó, bản thiếu có thể suy nghĩ lưu ngươi một cái mạng chó. Tần Trần nhìn thần chiếu thánh tử, đối bốn phía thở ơ, khóe miệng phát họa nở nụ cười trào phúng. Người trẻ tuổi, người dám như thế cùng thần chiếu đại nhân nói chuyện, tự tìm cái chết. Thần chiếu giáo một trận đệ tử đều giống giận, chém giết nhân vương thánh tử, tự là người kia ra hỏa. Có chút thực lực, tự không biết trời cao đất rộng, dám cùng thần chiếu đại nhân nói như vậy, hành động liều lĩnh đồ đạc, đối phó ngươi, căn bản không cần thần chiếu đại nhân động thủ, bản tọa một tay thì có khả năng nghiền ép các ngươi tất cả mọi người. Đột nhiên, một cái cường hãn khí tức dũng động ra, trong đám người, một tên cùng huyết thần thánh tử, triệu lương hàn đám người quỳ gối hàng thứ nhất nam tử đứng lên, trên mặt hiển hiện ra xem thường thần sắc tới. chương 2977, sinh diệt chi đồng. Hả, tần trần nhìn về phía nam tử này, nam tử kia cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, hai mắt giống như kiếm tiên, trong đồng tử, phảng phất có thế giới đang sinh diệt, trực tiếp ám sát tần trần tâm linh, bình thường cao thủ, bị này xem một chút, tâm trạng có lẽ đều có thể sụp đổ. Sinh diệt chi đồng, ý tư thanh thất kinh, thấy người nam tử trẻ tuổi này con mắt, không khỏi khiếp sợ, thất thanh nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, rõ là sinh diệt chi đồng, đây chính là thiên sinh sát nhãn A, có thể khống chế linh hồn, thậm chí có thể đem bất luận cái gì cùng cảnh giới võ giả thần thông, một cái xem thấu, hoàn nguyên đi ra, khó thể đo lường chi uy. Là vĩnh hòa phủ trang hoành lượng thánh tử, nghe đồn người này vừa sinh ra, thì có khả năng trưởng khống nhân sinh tử, một đám phàm thánh cấp bậc bà mụ cũng là bởi vì đỡ đẻ thời gian chứng kiến hắn hai mắt, linh hồn trong nháy mắt đã bị thôn vệ, tại đỡ đẻ trong quá trình chết tại chỗ. Nghĩ không ra hắn cũng đầu nhập vào thần chiếu thánh tử. Nghe đồn sinh diệt chi đồng có người, tại cùng trong cảnh giới có thể nói vô địch, đây trời sinh cường giả có vô địch lực lượng cùng cấp bậc chiến đấu người này có thể đơn giản xem thấu người khác thần thông đây đáng sợ đến bực nào này trang hoành lượng coi như là chúng ta phủ vực cao cấp nhất thánh tử một trong vĩnh hòa phủ người thừa kế tương lai cư nhiên cam nguyện đầu nhập vào thần chiếu thánh tử hừ rõ là hạ thấp thân phận mình khúc cao phong quyền mộ liễu mấy người cũng đều trong lòng cả kinh giật mình không nhỏ bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trang hoành lượng người như vậy cũng sẽ cam nguyện thần phục thần chiếu thánh tử thứ người như vậy thân phận cao quý, thực lực nghịch thiên, tuy là không cùng bọn họ chiến đấu qua, nhưng ở mảnh này phủ vực trong, cũng là cùng bọn họ cùng cấp bậc người nổi bật, cư nhiên cam nguyện làm thần chiếu thánh tử nô bộc. Với lại, đối phương vẫn là có sinh diệt chi đồng đỉnh cấp thiên kiêu, tuy là này trang hoành lượng không phải là cái gì viễn cổ cường giả chuyển thế, thế nhưng loại này con ngươi người, thì giống như thiên sinh linh thể, đạo thể các loại, thế lực bình thường căn bản tìm không tới, hàng tỷ cái thiên kiêu trong, mới có thể đản sinh ra một cái. Như vậy thiên kiêu, mỗi một vị, sau này cũng sẽ trở thành thiên giới đại nhân vật, tuân theo vận khí lớn mà sinh ra đại năng, so với bình thường võ giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không sai, đúng là bản tỏa, các người biết cái gì, thần chiếu đại nhân là viễn cổ thánh chủ chuyển thế, bây giờ được truyền thừa, chỉ cần đầy đủ lực lượng, thì có khả năng đột phá thánh chủ cảnh giới, là chân chính thiên mệnh người, chúng ta đi theo hắn, tại đây thí luyện chi địa trong, nhất định có thể quét ngang vô địch. Trang hoành lượng ngạo nghễ nói ra, căn bản không lấy theo thần chiếu thánh tử lấy làm hổ thẹt, ngược lại coi đây là vinh, người gọi tần trần đúng không? Nghe nói người đánh bại huyết thần thánh tử, chém giết nhân vương thánh tử, ngay cả mình thiên công tác bản hoa dung thánh tử cũng dám hạ ngoan thủ, hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người đến có năng lực gì? Trang hoành lượng giọng nói rơi xuống, trong hai con ngươi lực lượng vô hình oanh nhiễu ra ngoài, thiên địa giữa, tức khắc bao phủ một loại khí thức quỷ dị, thật sâu nhìn về phía tần trần. Ánh mắt kia không gì sánh được thâm thúy, dường như muốn cho người triệt để chìm đắm trong trong. Vô thanh vô tức, đỏ sức cũng đã bắt đầu, trang hoành lượng sinh diệt chi đồng, lặng yên thôi động, lặng yên không một tiếng động, còn muốn thôn vệ tần trần linh hồn. Trang hoành lượng, chớ khinh thường, này tần trần không có muốn đơn giản như vậy. Huyết thần thánh tử chứng kiến trang hoành lượng khinh miệt biểu tình, lập tức cả kinh, vội vàng nói. Triệu lương hàn cùng chỉ văn mẫn cũng thoáng cái ngưng trọng, nhìn sang. Sinh diệt chi đồng, liền chút khả năng này, tần trần cười lạnh một tiếng, đột nhiên, hắn mi tâm vỡ ra, một chiếc mắt nằm dọc mở ra, nổ bắn ra nhất đạo vô hình hồn sóng thiên hồn cấm thuật vù vù kinh khủng linh hồn ba động lấy tần trần làm trung tâm hóa thành nhất đạo mũi tên nhọn hồn quang nổ bắn ra đi hư không đều xuất hiện sóng gợn trực tiếp đâm vào này trang hoành lượng con mắt bang bang tần trần linh hồn thôi động giữa vội vàng không kịp chuẩn bị ai cũng không ngờ rằng với lại ai cũng không ngờ rằng tần trần cư nhiên như vậy hung mãnh phát huy được lực lượng linh hồn lớn như vậy liên tục hai tiếng nổ mạnh có sinh diệt chi đồng trang hoành lượng con mắt đột nhiên vô căn cứ nổ tung trở thành hai cái lỗ máu, ánh mắt bạo tạc lực lượng, để cho trong không khí đều tràn ra một cổ mãnh liệt vị đạo, tràn ngập huyết tinh. A, à, Vĩnh Hòa phủ thánh tử trang hoành lượng phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đều run rẩy, hai tay che mắt, chu lên, mắt ta, mắt ta a, à, ta sinh diệt chi đồng, làm sao phế, vì sao ta cái gì đều nhìn không thấy, không có khả năng, ngươi đến làm gì với ta? Này Vĩnh Hòa phủ thánh tử trang hoành lượng che mắt, kêu thê lương thảm thiết, hai tay trong ngón tay tiên huyết giản ruộng, nhìn thấy mà giật mình. Nguyên lai, like. Tần Trần trong nháy mắt, linh hồn phản kích, cư nhiên đem trang hoành lượng con mắt cho lộng mù. Tần Trần thiên hồn cấm thuật, ẩn chứa vô hạn thần bí, linh hồn lực cường hãn, liền bá chủ cao thủ đều có thể kinh sợ, hơn nữa còn là lấy xét đánh không kịp bưng tai, tại chỗ bạo phát, bá chủ đều không trụ được, chớ nói chi là hắn. Sinh diệt chi đồng mặc dù lợi hại, nhưng làm sao được với Tần Trần loại tàn nhẫn. Cái gì sinh diệt chi đồng, tại bản thiếu trong mắt, bất quá rác rưởi mà thôi, chỉ bằng ngươi chút khả năng này cũng muốn cùng bản thiếu đấu, Bản thiếu muốn giết ngươi, trong nháy mắt mà thôi." Tần Trần trực tiếp thi triển Thiên Hồn cấm thuật, lộng bạo trang Hoành Lượng hai mắt, cười lạnh một tiếng, "Lơ đỉnh, Vân Đạm Phong khinh, căn bản không để ở trong lòng, loài run rế đồ vật bình thường, bản thiếu trước hết về ánh mắt ngươi, để cho ngươi mất đi tự ngạo vốn lướng." Toàn trường hơi khiếp sợ, phiến yên lặng, chỉ có Tần Trần thanh âm quanh quẩn, kiêu ngạo mà bá đạo, trừ cái đó ra, chính là trang Hoành Lượng tiếng kêu rên liên hồi. "Cái gì? Trang Hoành Lượng con mắt mù, hắn sinh diệt chi đồng?" trời sinh thần đồng, cư nhiên cứ như vậy bị phá xuống, hơn nữa còn là triệt để triệt để hủy bỏ. Tại sao có thể như vậy, một chút ở giữa, có lớn như vậy uy lực? Đó là cái gì thần thông? Này tần trần, làm sao mạnh như vậy? Huyết thần thánh tử, triệu lương hàn, chỉ văn mẫn cùng từng tại tần trần trong tay triệu thiệt cao thủ, từng cái không khỏi khiếp sợ, tê cả ra đầu, toàn thân phát xét. Bọn họ mặc dù biết tần trần đáng sợ, nhưng làm sao cũng không biết, tần trần vậy mà đáng sợ tới mức này. Tần trần, người đừng kiêu ngạo, Nơi này là thần chiếu thánh tử đại nhân chỗ tu luyện, dung không được ngươi dương oai." Triệu Lương Hàn giống giận, cái gì thần chiếu thánh tử đại nhân, tại bản thiếu trong mắt cũng bất quá là loài run rế. Tần Trần lạnh lùng nói ra, "Triệu Lương Hàn, bản thiếu trước xem ở ngươi ta cùng là thiên công tác đệ tử phân thượng, đưa ngươi để cho chạy, nghĩ không ra ngươi không biết hối cải, chuẩn bị liên hợp thần chiếu giáo hãm hại bản thiếu, đã như vậy, liền lưu không được các ngươi." Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, vượt qua vô hạn hư không đột nhiên xuất hiện tại tần trần trước người. Tần trần, người đừng vội càn rỡ. Triệu lương hàn giống to lên tiếng, trong thân thể, tầng tầng khí thức thoáng cái bạo phát, một cái bàn tay to lớn dĩ nhiên bị hắn đánh ra ngoài, chấn áp tần trần. mươi 2978, bóp vỡ. Hừ, còn muốn phản kháng, chết đi cho ta. Tần trần cả người, thoáng cái biến phải không gì sánh được đồ sộ, toàn thân hoang cổ khí thức phun ra, nồng đậm như là ma giới đại nhật, vĩnh hằng bất hủ, hắn thân hình thoát một cái, nhanh như điện bắn lên, thì đến không trung, Đối mặt kinh khủng kia bàn tay, trên mặt hiển hiện ra lãnh khốc nụ cười. Triệu Lương Hàn toàn lực đánh ra bàn tay, vừa tiếp xúc với Tần Trần Hoang Cổ chi khí, liền từng tấc từng tấc sụp đổ, hoàn toàn băng tuyết tan rã, hắn lực lượng căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào, yếu đuối không chịu nổi một kích. Triệu Lương Hàn trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, điều này sao có thể, rõ ràng trước Tần Trần còn không có mạnh như vậy. Làm sao đột nhiên, cư nhiên biến phải đáng sợ như vậy? Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí so với trước kia phế bỏ bản hoa dung thời gian, càng thêm đồ sộ, kinh khủng. Triệu Lương Hàn, người cho là bản thiếu trước triển lộ ra chính là thực lực chân chính sao. Buồn cười, người vẫn không rõ sao. Bản thiếu trước tha các người rời khỏi, chính là muốn thông qua các người tay, tìm được ngày thần chiếu thánh tử. Thực sự bản thiếu trong mắt, người bất quá là một con run dế, thuận tay thì có khả năng bóp chết loài run dế. Bản thiếu trước, bất quá ẩn giấu thực lực, người thân là thiên công tác đệ tử, cấu kết ngoại nhân, hãm hại ta thiên công tác người, bản thiếu có lý do thanh lý môn hộ, đưa người chém giết, chết đi cho ta. Tần trần lực lượng, như là như phong bạo, quét ngang hư không. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi cực nhanh, tần trần đấm ra một quyền, một cái to lớn bàn tay màu đen xuất hiện ở chân trời, kia quyền uy như là hắn thần niệm một dạng nhanh, thái cổ chi vương một dạng, hiện ra trên không trung bày biện ra ưu thế áp đảo toàn thân hoang cổ chi khí oanh nhiễu giữa vô hạn lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ầm um, triệu lương hàn trên không dung một cái toàn thân cương khí hộ thân đã bị tần trần lực lượng đánh tán thiên thánh phép tắc đều có một loại vận chuyển không lên đây cảm giác hắn suốt đời trải qua vô số chiến đấu nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp như vậy cường hoành khí tức áp bách đây là cái gì làm sao mạnh mẽ như thế lực lượng đây mà vẫn còn là người ư quả thực là siêu việt phổ thông bá chủ tồn tại hắn điên cuồng hét lên một tiếng song trưởng biến ảo ra vô số trưởng ảnh trong thân thể sinh tử khí tức điên cuồng dâng lên liên tiếp đánh ra thì giống như viễn cổ thần ma, hủy diệt đất trời, thánh nguyên chúc xuống, toàn bộ hư không kịch liệt lay động, hư không đều có một loại hủy diệt cảm giác. Triệu Lương Hàn phát cuồng, thiêu đốt thánh nguyên, thiêu đốt tinh huyết, thậm chí thiêu đốt linh hồn, muốn liều mạng một kích. Vô tận khí tức oanh động, oanh nhiễu sinh tử khí tức, phía dưới vô số trung thánh tử đều mặt lộ lay động. Đây chính là thiên công tác đỉnh cấp thánh tử sao? Quá mạnh mẽ, Triệu Lương Hàn phát cuồng, một kích này, ta có một loại cảm giác, có thể đem ta một quyền oanh bạo hắn đây trong nháy mắt đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi một quyền đều có đỉnh cấp thánh tử uy lực, tần trần là thật làm tức giận triệu lương hàn. Thiên địa giữa, rất nhiều thánh tử đều nghị luận, đặc biệt huyết dương phủ bao gồm nhiều thế lực thánh tử, khóe miệng đều phát hỏa cười nhạt. Liền thấy minh mông thiên địa giữa, vô số trưởng ảnh sương mù, theo triệu lương hàn trong thân thể thoáng cái đánh vang ra ngoài, tạo thành kinh khủng phong bạo. Thế nhưng tần trần bàn tay đẩy một cái, tại nồng đậm hoang cổ chi khí che đậy phía dưới, trong cơ thể vô số tế bào đang vận chuyển, từng cổ một lực lượng tại trong uẩn nhưỡng bạo tạc lực lượng lại lần nữa bay lên trong điện quang hỏa thạch ai cũng chưa kịp phản ứng tần trần chính là một quyền âm âm một quyền này giống như thiên giới vô hạn thái cổ thần sơn thoáng cái bạo tạc tất cả đều sụp đổ hủy diệt đại nhật ngã xuống thiên giới xa vào vĩnh hằng hắc ám triệu lương hàn thi triển ra toàn bộ quyền ảnh một cái chớp mắt liền toàn bộ vỡ nát mọi người liền thấy triệu lương hàn toàn thân thánh nguyên lực bị một quyền đánh bạo cả người lăng không bay rất ra ngoài trên lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Tần Trần một quyền giữa, cư nhiên liền đem Triệu Lương Hàn cái này tôn đỉnh cấp thánh tử thân thể cho đánh xuyên qua. A, à, Triệu Lương Hàn phát ra kêu thê lương thảm thiết, lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn cảm giác được trong thân thể một cổ lực lượng hủy diệt đang nổ. Bạch, sau một khắc, nhất đạo thần vương vậy thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đây Triệu Lương Hàn bay lên địa phương, đúng là Tần Trần, trong ánh mắt lộ ra cười nhạt, tay phải nhấc một cái, trực tiếp nắm Triệu Lương Hàn đầu. A à, Người buông, thần chiếu thánh tử đại nhân, nhanh cứu ta. Triệu lương hàn gào thét, liều mạng giấy ruộng, nhưng không thể động đậy, trong thân thể lực lượng, đang nhanh chóng trôi qua. Cứu ngươi, triệu lương hàn, người đắc tội bản thiếu, trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được ngươi, cho ta toái. ầm um, hắn bóp một cái, triệu lương hàn đầu trong nháy mắt giống như một cái nát phụn dưa hấu bị vỡ ra, triệu lương hàn cả người, cũng tầng tầng nổ tung, mưa máu tinh phong, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn, bị tần trần trong một chiêu, liền chia năm xẻ bảy, ngũ mã phân thây. Một vị thiên công tác đỉnh cấp thánh tử, trong cơ thể ngưng kết bá chủ lực, chỉ thiếu chút nữa chính là chân chính bá chủ cự đầu cái thế thiên kiêu, cư nhiên bị tần trần trong một nhịp hít thở, tựu đương trường xuyên thủng thân thể, rõ ràng bóp vỡ, đây bực nào hung tàn. Bực nào tàn nhẫn, mọi người tuy là đều biết tần trần cường hãn, nhưng người nào cũng không ngờ rằng, tần trần cái này thoạt nhìn dáng vẻ thư sinh người tuổi trẻ, đột nhiên, hóa thân thành một cái ma đầu, sau đó đem triệu lương hàn xuyên thủng bóp vỡ. Cho ta thu, bóp vỡ triệu lương hàn, tần trần trên không trung một cái xoay tròn quanh thân vô số hắc động xuất hiện những thứ kia xé rách huyết dịch cụt tay cụt chân vô số thiên thánh bổn nguyên ào ào tiến nhập thân thể hắn cư nhiên trực tiếp liền luyện hóa triệu lương hàn chỉ văn mẫn cả người run thân thể sợi hãi chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo chân bay lên toàn thân đều cứng ngắc ở làm sao có thể này tần trần làm sao biến phải mạnh như thế trước đây mới vừa gia nhập thí luyện chi địa thời gian hắn tuy là cường hãn nhưng cũng không trở thành như vậy khoa trương hiện tại cư nhiên trong một nhịp hít thở, liền chém giết triệu lương hàn bực này cường giả. Chẳng phải là đồng dạng đáng tiếc trong nháy mắt, đem ta chém giết. Ta đây là đang nằm mơ sao, huyết thần thánh tử đám người, đều khó có thể tin điên cuống hét lên, bọn họ theo thần chiếu thánh tử, khổ sở tu luyện, thực lực đều có chút một ít đề thăng, vốn tưởng rằng có thể cùng tần trần đọ sức một phen, thế nhưng tần trần trong nháy mắt, liền lộng bạo trang hoành lượng sinh diệt chi đồng, bóp vỡ triệu lương hàn làm cho huyết thần thánh tử trong lòng đối tần trần sự sợ hãi ấy một lần nữa oanh nhiễu lên, toàn thân phát rét. Trên sân bầu không khí, một lần nữa biến phải yên tĩnh. Tần Trần, người thật ngông cuồng, ở trước mặt ta, cũng dám giết ta người, thật sự cho rằng ta sẽ không giết người sao. Thần chiếu thánh tử trong hai tròng mắt, bỗng dưng nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, luôn luôn ngồi xếp bằng thân thể, chậm rãi đứng thẳng lên, răng rác răng rác. trong thân thể hắn, một cổ khí thức kinh khủng hồi phục, giống như một tôn thái cổ mãnh thú, bắt đầu thức tinh. Âm ầm, hơi thở mãnh liệt chấn áp tới, Úy Tư Thanh cùng đỉnh cấp cao thủ đều cảm thụ được một loại khí thức kinh khủng, phảng phất đối mặt một cái thái cổ cự thú. Chương 2979, bá chủ cao thủ. Bản tọa vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật, còn muốn lôi kéo cùng ngươi, để cho ngươi theo bản tọa bên cạnh thân, trở thành bản tọa phụ tá đắc lực, sau này thành tựu vô thượng đạo thống, thế nhưng bản tọa thất vọng, ngươi một mực không chịu giác ngộ, phá hoại bản tọa tu luyện, như vậy bản tọa cũng chỉ có thể giết ngươi, để cho ngươi hiểu rõ bản tọa là không dung ngỗ nghịch, mặc dù sẽ phí phạm bản tọa thời gian tu luyện, bất qua thu nhận lực lượng ngươi, thôn vệ ngươi những thứ này đồng bọn. Ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cho bản tọa một ít đền bù tổn thất. Thần chiếu thánh tử u u nói ra, từng bước đi xuống. Thần chiếu thánh tử, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Chu Vũ Thánh hử lạnh nói ra, các ngươi sở dĩ có dũng khí qua đây, này đây là ta còn không có đột phá bá chủ cảnh giới, sở dĩ phóng xuất ra tín ngưỡng chi lực, ở chỗ này tu luyện đột phá chứ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi là mười phần sai, Bản Tỏa cũng sớm đã đột phá bá chủ cảnh giới, hiện tại đã là chân chính bá chủ, Bản Tỏa ở chỗ này tu luyện, bất quá là vì có thể trực tiếp khôi phục lại Thiên Thánh hậu Kỳ đỉnh phong cảnh giới, lại tiến vào này thí luyện chi địa chỗ sâu, cướp đoạt hắn thánh chủ truyền thừa. Hôm nay, để các ngươi những thứ này ngu muội người nhìn một chút Bản Tỏa thực lực chân chính. Thần chiếu thánh tử đột nhiên chấn động mạnh một cái. Ầm, uhm, trong thân thể hắn, một cổ bá chủ khí thức oanh nhiễu đi ra, trên đỉnh đầu, thần chiếu kính bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Thiên đạo tại hắn quanh thân oanh nhiễu, đại diện thiên giới mạnh nhất quy tắc chi lực, đây bá chủ biểu tượng. Thần chiếu thánh tử cũng sớm đã đột phá đến bá chủ cảnh giới. Mà hắn hiện tại, chẳng qua là vì để bản thân chữa trị khôi phục nhiều hơn, đột phá tới đỉnh phong bá chủ cảnh giới, tốt lấy được nhiều chỗ tốt hơn a. À. Ngươi, ngươi vậy mà đã đột phá bá chủ. Khúc Cao Phong, Quyền Ngộ Liễu, quý Tư Thanh, Chu Vũ Thánh đám người sắc mặt tất cả đều biến. Tại Thần chiếu thánh tử còn không có đột phá bá chủ cảnh giới thời gian, cũng đã cực kỳ lợi hại, chấn áp phản cổ, một khi đột phá bá chủ, lợi hại trình độ càng là muốn tăng thêm không chỉ gấp 10 lần, làm sao có thể khắc chế. Bọn họ sở dĩ trước liên tục lên đường, chính là vì ngăn cản người này đột phá, bởi vì người này một khi đột phá bá chủ cảnh giới, lại đem thần chiếu kính khôi phục, thực lực đem không gì sánh kịp đề thăng, đủ để chấn áp thiên giới vô số tiến nhập thí luyện chi địa cao thủ, quét ngang vô địch. Thế nhưng úy tư thanh bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tần trần mang theo bọn họ nhanh đi chậm đuổi, thế mà còn là tới chậm, Đối phương đã đột phá bá chủ cảnh giới, giờ khắc này, vô luận là Úy Tư Thanh, vẫn là khúc cao phong đám người, tâm đều là phát lạnh, thậm chí bắt đầu sinh thôi ý. Tu thành bá chủ thần chiếu thánh tử, lại thêm thánh chủ bảo vật thần chiếu kính, cơ hồ là chỉ có chân chính đỉnh phong bá chủ mới có thể khắc chế hắn, trừ cái đó ra, đã vô địch. Tần huynh, chúng ta mau lui, chậm thì không kịp, coi như chúng ta lợi hại hơn nữa, cũng kích sát không người này, cùng làm không cần thiết tranh đấu, để cho người khác chiếm tiện nghi, không bằng toàn thân trở ra các quyền mộ liễu lập tức truyền lại thần niệm cho tần trần đồng thời thân thể cong lên chuẩn bị bắn ra mà đi chư vị chúng ta đi mau khúc cao phong càng là thẳng thắn hét lớn một tiếng trực tiếp hướng trong hư không nhảy lên hư muốn đi đi được sao thần chiếu thánh tử hai tay khẽ động tức khắc không gian dung một cái một cổ vô hình tín ngưỡng chi lực hóa thành lồng giam bao phủ thiên địa lực lượng khổng lồ đem hắn sinh sinh bức bách trở về ngươi khúc cao phong khí sắc hết sức khó coi hắn huy động kiếm khí chém ra đầy trời tín ngưỡng chi lực đồng thời cũng cảm giác được bốn phía không gian toàn bộ đều bị một loại đặc thù lực lượng phong tỏa lấy hắn lực lượng căn bản nhảy không đi ra lần này thật sự là không tầm thường ta đã nói hôm nay mấy người bọn ngươi phải chết ở chỗ này không cần phải suy nghĩ nhiều dám ở chỗ này giết ta người không luyện hóa các ngươi để cho bản tọa như thế nào lập uy thần chiếu thánh tử cười lạnh một tiếng sau lưng của hắn xuất hiện nhiều văn minh đồ quyển mang theo tín ngưỡng chi lực là vô số chủng tộc người tại cầu khẩn tại cầu nguyện quỳ sát ở đó đem thần chiếu thánh tử làm nổi lên như là thiên thần tràn ngập thần thánh khí tức thần chiếu đại nhân uy vũ huyết thần thánh tử đám người kích động vạn phần đều quỳ mọp xuống cuồng nhiệt gào thét trong ánh mắt thậm chí có vẻ điên cuồng hiển nhiên là đã bị thần chiếu thánh tử tẩy não trở thành hắn cuồng tín đồ trạng thái đều có một ít không thích hợp tần huynh làm sao bây giờ quý tư thanh các nàng đều khẩn trương các ngươi không cần như vậy kinh hoàng coi như hắn tu thành bá chủ bản thiếu cũng hoàn toàn có thể khắc chế hắn Tần Trần cười lạnh một tiếng, nói chuyện lần nữa, đột nhiên, trong thân thể hoang cổ chi khí tung hoành, thoáng cái tràn ra đi, tức khắc bốn phía này hư không, bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết rạn, tín ngưỡng chi lực cấu thành lồng giam, cư nhiên bị thoáng cái đánh nứt ra tới. Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu, Chu Sư Huynh, Úy Sư tỷ, các người đối bản thiếu không có lòng tin, là bởi vì trên đường đi, bản thiếu vẫn không có thi triển ra bản thân tối cường lực lượng, sở dĩ các người mới có thể đối với ta như vậy không tin rằng, như thế sợ hãi thần chiếu thánh tử đột phá bá chủ cảnh giới, bản thiếu đã sớm tính toán đến những thứ này, chính là muốn nhờ người này tay, thay bản thiếu sau này đột phá bá chủ cảnh giới mở đường, đem hắn chém giết, hào cảm ngộ hắn bá chủ lực lượng. Tần Trần cả người đột nhiên biến phải đổ sộ lên, các ngươi cho bản thiếu lược trận, hiện tại bản thiếu nói cho các ngươi biết, bản thiếu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cái gì bá chủ, đều không phải là bản thiếu đối thủ, thiên địa tín ngưỡng, cho ta hủy diệt. Âm ầm, Tần Trần trên thân thể, lực lượng bắt đầu triệt để phóng thích, thiên địa nhất thể cảnh giới thi triển ra, hoang cổ chi khí trước đó chưa từng có bạo phát, hóa thành kinh khủng hoang cổ thân thể, bao phủ thần chiếu thánh tử hình thể, vạn đầu thánh nguyên cấu thành hắc ám giao long chi khí, thoáng cái bộc phát ra đi, trên dưới bốc lên, quần long ngao du, lần lượt quy tắc, lực lược, lược, tại hắn sau lưng hiển hiện ra. Thần chiếu kính, luyện hóa cho ta, tần trần thánh nguyên, hóa thành vô hình màn trời, bao phủ hướng thần chiếu thánh tử, cư nhiên giống như luyện hóa triệu lương hàn âm dương bảo luân đồng dạng, trực tiếp luyện hóa đối phương thần chiếu kính đối mặt thăng cấp tới bá chủ cảnh giới thần chiếu thánh tử tần trần cư nhiên hung hãn xuất thủ trực tiếp luyện hóa có thể nói là hùng hồn bá đạo không đâu địch nổi khí thế trực tiếp quán xuyến cổ kim tương lai giữa cả thiên địa tín ngưỡng chi lực thoáng cái đã bị phá vỡ vậy bên ngoài tà khí cuồn cuộn hạ xuống tới thật là cường đại lực lượng tại sao có thể mạnh như vậy khúc cao phong quyền mộ liếu đám người sợ giật mình mặc dù bọn hắn rất là đánh giá cao tần trần thế nhưng hiện tại tần trần chân chính toàn bộ bày ra lực lượng vẫn để cho lấy được bọn họ kém điểm y như sợ ra suốt đời mồ hôi lạnh tới. Người này, làm sao mạnh như thế? Liền thần chiếu thánh tử cuối cùng xuống sắc mặt thay đổi, hắn có thể nhìn ra Tần Trần chỉ là cự đầu cảnh giới, cho là hắn coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chẳng mạnh đến đâu, thế nhưng hiện tại, Tần Trần lực lượng, triệt để triệt để vượt qua hắn phỏng chừng, đây là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng ra được một loại cường đại. So với trước kia một chiêu chém giết thiên công tác đỉnh cấp thánh tử Triệu Lương Hàn, còn kinh khủng hơn hơn mấy phần.